cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Em muốn hỏi về cái cơ quan sinh dục của em nó không cứng cứng lên đấy ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em năm nay 22 tuổi. 22 tuổi. Nhưng mà cơ quan sinh dục lại không cứng cứng được. Vâng ạ. Vâng. À, chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Ừ, em ơi. Dạ. Em có hay khám phá cái của mình không? Dạ, em trước kia em cũng có quan hệ nhưng mà kiểu con này cũng thành công anh ơi. À, tức là cũng đã có ham muốn rồi này, nó cũng phát triển đường được đúng không? Trước em hồi trước em cũng lên dương vật em cũng lên nhưng mà sau tuổi 18 đến giờ thì em thấy giảm hẳn đấy chị. Anh à, giảm hẳn là so với cái hồi trước 18. Vâng. Chứ còn nó vẫn cứ lên được chứ không phải là tịt luôn không bao giờ lên đúng không? Kiểu nó vẫn lên nhưng mà nó lên hơi hơi một chút thôi. Ừ. Tức là tự nó lên hay là cái lúc em đang nói rằng là nó có nhiều loại này. Thứ nhất là không bao giờ lên này. Cái thứ hai là không lên được khi quan hệ chuẩn bị muốn quan hệ tình dục này. Thứ ba khi là... em ngồi gần bạn gái cũng không lên này. Rồi ôi thế còn là bình thường chứ cứ ngồi cạnh bạn gái mà lên thì mà chết à. Ờ, buổi sáng khi ngủ dậy ban đêm có lúc mà buồn tiểu ấy, cái đó nó có lên không? Thì buổi sáng em dậy nó cũng lên lên mà lên kiểu nó lên tí tí thôi, không lên kiểu không lên mạnh như hồi trước ấy. Ừ, rồi thứ nhất là buổi sáng dậy có lên này. Thế rồi có bao giờ em táy máy nghịch ngợm một tí ti của mình không? Cái lúc gọi là thủ dâm đấy. Dạ em hồi trước em có. Ừ, bây giờ thì thỉnh thoảng có làm không? Dạ bây giờ thì em không ạ. Ừ. Nghe ai kể chuyện này kể chuyện nọ rồi là xem cái nọ kia có bao giờ mà nó tự lên không? Cái hồi trước mà em xem trên tivi, xem trên tivi thì nó kiểu là nó mặc áo thì em thấy nó cũng lên nhỏ, bây giờ em nhìn thì em cũng có cảm giác gì nữa. Rồi thế này này, trước hết phải xác định là em không có bệnh tật gì. Bây giờ em 22 tuổi rồi, cảm xúc nó cũng trơ lì đi chứ nó không còn hừng hực khí thế như lúc mà em nói trước lúc 18 tuổi đúng không? Trước em lúc 18 tuổi sao mà em lấy vợ về kiểu em có sống được hạnh phúc không anh? Hạnh phúc hay không nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm ấy. Không thể ai khẳng định được, anh Đoàn không phải là thầy bói để mà có thể nói là em hạnh phúc hay không. Có người nó lên suốt ngày mà cuối cùng cũng vẫn chẳng hạnh phúc. Có người thì một tháng đôi lần gặp gỡ nhau rồi cũng sinh con đẻ cái rồi cũng cùng nhau làm ăn, cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc. Và hạnh phúc không phụ thuộc vào cái đó nhiều quá. Nhưng nếu em cứ nghĩ nhiều rằng là mình bị hỏng rồi, mình bị liệt rồi, mình bị yếu thì cái đấy mới lại là cái có hại. Ừ, giờ em sợ là sao mà em lấy vợ về không có con này à? Ừ. Em ơi, em chưa vào cuộc em đã sợ. Chưa đi bộ đội đã chỉ sợ là bị địch nó bắn chết thì còn đi làm sao được. Bây giờ mình là thanh niên mới 22 tuổi, nó vẫn lên được, mình thấy nó bình thường. Thế bây giờ chỉ sợ rằng là không hạnh phúc rồi không có con thế định không lấy à? Dạ, em chẳng hiểu, em gọi đến chương trình xem này khuyên làm nào em lấy vợ hay không ạ? thứ nhất là em có yêu ai không? Bây giờ có bạn gái không? Dạ, bạn gái thì em chưa. Ừ. Thế thì đừng có nên hỏi là có lấy vợ hay không. Luôn luôn phải khẳng định mình là bình thường. Còn đừng bao giờ so sánh tuổi bây giờ với tuổi 16, 17. Các cụ nói rồi, 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc cái tuổi nó hừng hực khí thế, cái gì nó cũng hừng hực. Cho nên là mới xem một tí phim, nhìn một tí ảnh đã này, có vẻ hừng hực. Còn bây giờ thì mình cũng phải trở lại cuộc sống bình thường. Chứ chẳng lẽ một ngày người ta có rất là nhiều việc để quan tâm, học hành, làm ăn, xây dựng các mối quan hệ, lo lắng đến tương lai. Chẳng lẽ cứ hừng hực như cái lúc 16, 17 thì nguy. Ừ, còn sau này lấy vợ, lấy cái chồng, nếu như có vấn đề gì thì cùng nhau khắc phục sẽ tính sau. Không biết đâu mà lo quá sớm khi mà mình bạn gái còn chưa có, xong ngồi đấy cứ lo không biết có hạnh phúc hay không nha. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có một cuộc sống thật yêu đời và có một sức khỏe thật khỏe mạnh. Xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chương trình này được thực hiện bởi chủ nhiệm An Ngọc Quang, đạo diễn Thành Văn, dẫn chương trình Bích Ngọc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải trong chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lâm Đồng. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là em đây, kết hôn thì được
17-20 năm rồi đấy anh chị. Thế nhưng mà sau khi bây giờ em mới phát hiện ra là chồng em vẫn nhắn tin cho người cũ rồi qua lại tình cảm rồi muốn níu kéo qua lại đấy. Thì em phát hiện ra thì em đang làm ăn ở trong Lâm Đồng cùng chồng em cứ đòi về đấy, cứ thì chúng em để con ở nhà. Thế xong đầu em có bảo là đi về nhà để về con nọ kia, nhưng mà tin nhắn em mới phát hiện ra là nhắn từ năm 2016 ấy, nhắn tình cảm qua lại rồi nhắn là không gặp được người cũ nhớ nhung hồi là rồi lại còn đăng cái giấy kết hôn trên Facebook là hẹn nhau là đến 2023 rồi thì kết hôn lại với người yêu cũ. Mở vào cái người đó lại cùng bạn với em gần nhà mẹ em luôn, cả gần nhà chồng em luôn. Rồi thì cái người đấy cũng hai con rồi, xong bắt đầu đã ly dị chồng rồi đấy. Về bây giờ vâng, thì em nó gọi điện cho cô đấy rồi em bảo là thế phải muốn con lại với chồng đâu mày không đấy. Nó bảo là nó không cần đấy, nó bảo đầy người khác đi. Chồng cô đấy em thấy nghe nói là nghi ngờ là không phải chờ con của chồng cô đấy mới đánh đập mới xong mới bỏ nhau như vậy. Em không rõ là con đấy với chồng em có liên hệ gì không hay là như nào. Vâng, kiểu vậy em đang nghi ngờ băn khoăn đấy. Vâng, tức là hiện nay thì chị rất là băn khoăn không biết là cái chuyện của mình thì như thế nào và nên giải quyết như thế nào, đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 ạ. Cháu lớn là bao nhiêu? 18 rồi ạ. Ôi, 18 rồi. 18 tuổi rồi. Con gái hả? Trai ạ. Tưởng con gái thì sắp lên thành bà ngoại giờ. Vâng. Trước hết là phải nói thế này này, vợ chồng mình kết hôn sớm này, rồi lại có con cái đầy đủ này, rồi lại vợ chồng lại còn để con ở nhà cho ông bà nội để cùng dắt tay nhau vào Nam để kiếm công ăn việc làm, mục đích là ông có tiền để mà chăm dạy con cái, lo lắng chuyện này chuyện nọ thôi, đúng không? Điều ấy chứng tỏ rằng là vợ chồng được đấy chứ, quan hệ tình cảm tốt đấy chứ. Nếu mà người ta mà chê mình hoặc là người ta nhấm nháy, người ta yêu cô kia, thích cô kia, chẳng có được đến bây giờ đâu. Cái mà mình phải tự tin rằng 18 năm nay, 19 năm nay sống với nhau không có cái chuyện gì mà rồi ông ấy cũng không phải là hoang tàn phá hại gì, cũng chịu khó đi cùng với vợ. Nếu không yêu vợ thì bà đi làm đâu, làm kệ tôi tự đi làm. Ví dụ như ông đi một mình, ông ra mỏ than Quảng Ninh, ông đi làm xong ông nhấm nháy cô kia ra thì mình đâu có biết được. Đây là hai vợ chồng lại còn đi làm cùng nhau, nghĩa là xuất phát điểm rất yêu thương, rất là có trách nhiệm với gia đình. Và chắc ông chẳng dại dột gì nữa mà phá nát cái gia đình mà mình. Vợ thì tử tế như thế này, con cái thì như thế, để ai lấy ai ạ? Để đến với ai? Giá như với một cô gái còn 18 đôi mươi trẻ như là sinh như hoa hậu thì bảo còn đánh đổi. Chứ còn lại đi đến với một cô mà cũng bị chồng nó đánh cho, xong rồi nó bỏ, xong cũng hai con rồi, thế thì bán bò đi tậu ấy hương. Đàn ông không dại thế, đàn ông không bao giờ dại thế. Nhưng việc đầu tiên mình phải xác định là không có chuyện bỏ vợ con để cưới hay đăng ký kết hôn lại với cô kia đâu. Đấy là chắc là tán tỉnh gì nói thế cho cô kia nhẹ dạ cả tin tưởng thật. Thế nhưng mà thế này, cũng có thể khi mà cô kia bị chồng bỏ, thế rồi là anh chị thì nhấm nháy nhắn tin điện thoại với nhau, xong rồi cô kia thì bây giờ cô đơn thì bắt đầu anh này thì đàn ông hay tán tí, hôm nào về mát trời sang gửi cái ngủ một cái, hay là nhớ lắm rồi ước gì lại quay lại thời gian như ngày xưa thì tớ sẽ hay là anh sẽ cưới em, gieo vào trong lòng cái người phụ nữ kia lúc đang cô đơn ấy một vài những chuyện hy vọng hão huyền mà anh này thì cho nó vui tán tỉnh. Lần trước á là cái năm 2010 đấy ạ, cũng là vào trong Nam đấy ạ, vào được 1-2 năm đấy là lúc ấy bắt đầu biết tin cô đấy vợ chồng ở bên quê Sơn Tây cái là về quê mẹ đẻ đấy. Thế là chồng em biết tin cái là đi về quê luôn, không ở trong đấy nữa. Thế là bỏ em một mình ở trong đấy, cuối cùng bỏ cửa vẫn bảo em là đi vào, xong cuối cùng không vào nữa. Ở trong cái đó mà nói với mọi người là không vào nữa, mà gần em gọi điện về không nghe, mà toàn đi tìm cô đấy thôi mà lại bảo là không vào nữa, mà nói với em là sẽ có vào nữa đấy. Nguyên kia nói dối em, xong bắt đầu 1 năm sau em không vào nữa, thế lại mẹ đi về xong bắt đầu em cũng nói chuyện với cô đấy là như thế đấy, thì là cô đấy không bảo là không thèm chồng em nọ kia, thế là em không thấy, thế là từ đấy là không thấy gì nữa. Rồi có một lần đấy em cũng bắt gặp là nhắn tin cho cô đấy thôi, nhắn rồi tin anh nói nhắn... rồi có thể là rảnh rỗi rồi ông tán tỉnh một tí, hãy tin tưởng là cái mối quan hệ ra vợ chồng cũng đã vững chắc cho đến giờ phút này. Điều thứ hai là
mà con nó cũng lớn rồi, làm ăn kinh tế không biết thế nào gọi là giàu, không biết thế nào là đủ. Cho nên nếu con đi đừng bao giờ vợ chồng dắt tay nhau đi hết, để con ở lại ở nhà cho ông bà nội thì già. Các cháu đang ở cái tuổi lớn cần cái sự quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là cái thằng cu 18 tuổi ấy, năm tới thi đại học rồi đi thế nọ thế kia, nếu không thi đại học thì cháu đi học nghề rồi. Nó còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm, cứ chạy ra rồi lại chạy vào rồi đến lúc là kiếm được vài trăm hay là vài chục triệu về rồi con hỏng con hư thì cũng chả bỏ đâu. Cho nên là quanh quẩn làm ăn buôn bán hay làm thuê hay làm công ty ở gần khu vực nhà đi, sáng đi tối về, vừa là để duy trì một cái cuộc sống gia đình, tập trung mà làm ăn. Nếu con nói thì nói với ông chồng của mình ấy. Lúc em phát hiện ra cái tin nhắn thì em buồn, mấy ngày hôm Tết em buồn, rồi em cứ gì ra rong em nói bóng nói gió. Chả phải nói bóng nói gió, nói thật đi. Muốn quay lại với cô đấy nọ kia đấy, xong bắt đầu chồng em bảo lấy chứ. Sao cô cứ nghĩ mình là vớ vẩn, với tôi không bao giờ 40 tuổi tôi biết là cái gì ấy gì không đấy. Chỉ đúng là em thấy chồng em thay đổi hơn trước, là chịu khó làm ăn hơn, vợ thương con tốt rồi, hơn, quan tâm nhận. Con hơn. Rồi. Ghi nhận cái tích cực ấy và mỗi cái là em thấy cái hành động em bảo không có dấu, không biết là có dấu giếm là cái gì em chứ không, thì em bảo là nếu mà ý là em có lên nói ra để không đến lúc họ quá rồi, đến lúc em nói nó không kịp á. Là mình đừng biến mình thành một người điều tra xét hỏi, hãy biến thành bà vợ đấy, thấy phía chồng mới nhắc nhở có vài câu mà đã thấy tiến bộ lên, gần gũi quan tâm đến gia đình, thế thì mình lại càng phải thít chặt hơn nữa. Thít chặt ở đây tức là làm những điều ngon lành để mà kéo anh trở về gia đình. Một người đàn ông so sánh một bên bà vợ tử tế ngon lành như kia, một bên thì cái cô kia như thế ấy thế nọ, thế là mình thắng lợi. Không bao giờ tóm tóc rứt đầu đánh ghen hay là làm ầm ĩ xóm làng chỉ vì một người đàn ông nhé. Còn nếu có hư thì hư người nhà mình, và cũng không phải bóng gió ở với nhau mấy mươi năm, có việc gì không làm nữa đâu mà sao có mỗi nói không nói. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình, chúc cho gia đình chị sẽ đầm ấm và hạnh phúc. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Các nhà tâm lý vô tư vấn cho em một tí nhá. Rồi. Em đến năm 49 tuổi là năm 2015 thì em mới xây dựng gia đình. Rồi. Trước lúc xây dựng gia đình thì em đã có một đứa con gái, cháu 20 tuổi. Rồi. Thế khi trước khi lấy thì là chúng em cũng đã là bạn thân của nhau. Rồi. Anh cũng chưa có một đời vợ nào. Rồi. Nhưng mà trước đấy thì em không nghĩ là anh sống, anh cứ cục cằn đâu. Anh cứ bảo là thôi cứ lấy anh đi, vì là em bảo là em không có khả năng sinh con nữa. Thì anh bảo anh không cần con, thì có đứa con đấy thì nhờ con, thì bây giờ con em đã đi lấy chồng rồi. Trong cái khoảng thời gian đấy thì là tình cảm của vợ chồng thì yêu thì em vẫn là yêu, mà anh cũng vẫn là yêu em, nhưng mà anh có cái tính cộc cục cằn gia trưởng đấy. Rồi. Anh ấy động tẹo, anh chửi, anh ấy đánh, rồi anh ấy nói. Thì bây giờ con em đi lấy chồng rồi mà anh ấy rất là khỏe mạnh, mà em bảo anh ấy đi làm, đi đâu làm bảo vệ thì anh cũng không đi làm. Thế mà anh cứ chỉ có ở nhà ăn uống, và là cứ đòi hỏi em cái vấn đề ăn ngon mấy cái thứ đấy. Động đến tiền gái là anh ấy đối xử với em không ra gì cả. Mà không phải là đối xử với mình em đâu, đối xử với cả chị em nhà anh ấy không ra gì, cho anh chị em nhà anh ấy cũng không quý anh ấy. Rồi. Thế mà thực ra thì em cũng rất nhiều lúc em rất là bực mình về chồng cái đoạn như thế. Nhưng mà bây giờ bản thân em thì em cũng phải đi làm tạp vụ đấy để lấy tiền để rồi sinh sống. Nhưng mà anh ấy vẫn đối xử với em nhiều lúc đối xử rất là buồn. Anh đối xử tệ bạc lắm, em chửi, anh đuổi rồi các thứ, mà em nhiều lúc em nghĩ, những lúc như thế thì em nghĩ em chỉ muốn em bỏ đi thôi. Thế nhưng mà sau đấy thì anh lại cứ xin lỗi mình như thế nọ kia, nhưng mà không tháng nào là anh ấy không chửi, anh ấy đuổi em. Bây giờ thì anh không đánh nữa, nhưng mà anh cứ chửi, anh ấy đánh quá tay thì em rất là sợ. Thì nhờ các bác là tư vấn cho em là có nên ở với anh ấy hay không. Năm nay bạn 49 tuổi đúng không? Không ạ. Em cưới từ năm 49 tuổi, năm nay là em 56 tuổi ạ. À, 56 tuổi, thế là ông ấy là bao nhiêu tuổi rồi? Hai vợ chồng em bằng tuổi nhau ạ. À, đều cả hai đều 56 tuổi, tóm lại hai vợ chồng lấy nhau và không có con. Bởi vì khi lấy anh ý thì là bạn đã 49 tuổi, cái tuổi mà sinh đẻ rất là khó khăn đúng không? Và khi lấy anh ý thì là bạn đã có một đứa con riêng 25 tuổi rồi, con gái 20 tuổi ạ. 20 tuổi và hiện tại thì con gái đã đi lấy chồng, đúng không? Vâng. Thế là cháu nó lấy chồng được bao lâu rồi?
Cháu lấy chồng được hơn 1 năm nay rồi ạ. À, thế là ông Dượng nhà nó đổ đốn cách đây là có 1 năm khi mà nó lấy chồng hay là trước đó rồi? Không ạ, trước trước đấy Phụng vẫn đối xử không đối xử với con em thì rất là tốt, mà rất là tử tế, nhưng mà cứ kiểu như thế là uống rượu xong lại chửi em mẹ các thứ đấy. Thế mà em nhiều lúc em chỉ sợ là cứ ở mẹ anh ấy rồi mình cứ đi làm nuôi anh ấy, đến lúc mà mình về già mình không làm được thì anh ấy đuổi bỏ thì mình lại khổ quá, mình không biết bấu víu vào đâu mà con bây giờ 56 tuổi cũng ngấp nghé về già rồi còn lo cái về già không làm được nữa. Em cứ lo quá anh bằng ạ. Tuổi này là nhà nước cho nghỉ hưu rồi gì nữa, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, xin chào ạ. À, thế đã sắp thành bà ngoại chưa? Anh ơi, em cháu nó mới lấy chồng được hơn 1 năm thì nó đi dạy học, nó chưa có con. À, còn kế hoạch đúng không ạ? Rồi. Thế các cháu nó có ở gần mình không? Mình thỉnh thoảng có qua lại. Có ở gần ạ. Rồi. Ngày nào cháu cùng chị cháu đi dạy học ở trường làng nó ngay đấy. Mình lúc ấy mình lấy chồng cách đây mới có 5 năm đúng không? Vâng ạ. Mà bây giờ 56 mà ông cũng 56, từ lúc ấy mà ông đàn ông 51 tuổi chưa từng có vợ bao giờ. Thì mình lúc ấy mình có nghi ngại, có đặt vấn đề là làm sao một cái người đàn ông 50 tuổi còn chẳng lấy vợ. Anh ơi, anh cứ suốt ngày anh đi chơi thôi, anh chẳng muốn làm gì đâu anh ạ. Rồi. Mà em cũng bảo là em lấy anh là bây giờ em không thể sinh nở được thì anh đi tìm hiểu người khác. Thì anh cứ bảo là anh không cần con đấy. Ông ấy ông cần một cái chỗ nương tựa, bởi vì một cái đàn ông 50 tuổi sắp đến bờ của đi xuống dốc rồi mà chả ai chịu được. Thôi thì thế này. Vâng. Tóm lại thì bây giờ mình lấy ông thì mình được cái gì? Em chả được cái gì cả anh ạ. Vì đời trước ấy thì em muốn lấy để cho con em nó có một cái gia đình trọn vẹn đấy. Rồi. Thì em muốn là khi con, vì con em nó là giáo viên anh ạ. Thế để cho nó lấy chồng có cả chồng, nội có cả bố, ngoại cả cho mẹ. Nó không bị thua thiệt với bạn bè. Rồi. Với nhà chồng. Này thế bây giờ thì cái nhà ấy thì của ai? Nhà nhà mà... đấy thì vẫn của chồng em. Thế còn thì trước thì là trước khi lấy anh hai mẹ con thì mình ở đâu? Thì em ở về đất ngoại ạ. À thế hả? Vâng ạ. Con gái mà là giáo viên nó có góp ý cái gì với mẹ không? Ví dụ nó bảo là mẹ ấy thì bỏ đi chứ nuôi cái này đến bao giờ? Người đàn ông anh thiếu ơi, trách nhiệm, nó có như thế con không? Con gái em và con rể em thì những lúc mà nhà em chửi em để gây áp lực cho em ấy, thì em cũng nói chuyện tâm sự với các con đấy. Thì rồi. Các con bảo là thì mẹ bây giờ mẹ giải thoát đi, mẹ không phải sợ gì cả, con không phải lo gì là mang tiếng là mẹ thế nọ thế kia đâu, mẹ cứ yên tâm. Thế nhưng mà em cứ nghĩ cứ bảo là bây giờ mình lại bỏ như thế thì nghĩ là bản thân anh ấy, vì em vẫn yêu anh ấy chứ không phải là không, vì những lúc mà không vợ chồng không cãi nhau ấy thì anh vẫn là người tử tế, vẫn chu toàn anh ạ. Chả tử ở tế sao làm nước, không làm, cứ có người tử chăm tử lo cho ăn đến miệng này còn chả tử tế còn thế nào nữa. Vâng. Đấy cái cơ bản nhất là thực ra thì lấy chả được cái lợi ích gì, giá như mà không làm được nhưng mà là do ông yếu sức khỏe, do là bệnh tật. Thế rồi là nhưng mà được cái là sống biết điều, ăn thì ăn nhờ của vợ đấy, nhưng mà cũng được cái mồm miệng đỡ tay chân, cũng quan tâm đến vợ, cũng tình cảm này vâng. khác, nịnh vợ một tí thì mình có cái sự hy sinh mình cũng thấy nó cũng xứng đáng, nó được bù vâng. đắp lại. Thôi đúng là mình là cái số là phải nuôi chồng, nhưng mà được cái ông ấy cũng khéo mồm khéo miệng, vợ đi làm ở đâu thì ông bảo thôi cứ ở đấy đi để anh đi đưa đón chẳng hạn. Thế xong rồi những hôm mà sấm chớp trời mưa thấy chồng lặn lội đi đón mình mang cái áo mưa, những lúc mình cảm động thì thực ra đã là vợ chồng nó cái duyên rồi mà, ai làm ai nuôi ai chẳng quan trọng. Mình cũng đặt tình huống chẳng may là nếu mà vì lý do nào đó mà mình không không làm được ấy, thì cũng phải nhờ chồng chứ nhờ ai. Thế nhưng cái cơ bản nhất là phải được ở cái tình cảm. Ở đây thì một người đàn ông cũng đặc biệt đấy, bởi vì cũng chẳng khát khao con, xong rồi lấy vợ chỉ để vợ nuôi rồi chỉ ăn rồi lang thang chơi. Anh ơi, mà lại có cái tính như thế này anh ạ. Đối xử với các chị ấy, động tẹo là chửi nhau cãi nhau mà các chị gái anh ấy. Được. Anh trai em trai thế thế nên em là cái con người thua thiệt. Nhiều lúc em bảo chị bảo là các anh các chị cũng còn trả ruột thịt người ta còn chả chịu được đúng không? Chồng em thì các anh các chị biết thì các anh các chị phải thông cảm, nhưng mà cuối cùng các anh các chị cũng chả thông cảm đâu. Anh chị em chăng nữa cũng phải có sống, phải có đi có lại. Mình tử tế thì mới được người ta thương.
chứ còn đã không giúp gì được, xong rồi lại ngang, rồi lại còn cái bướng mà lại cũng năm mươi mấy tuổi đầu chứ không phải trẻ con gì Vâng, đâu. anh ơi, mà em chỉ lo nhất là về sau mà em về già em không đi làm được, rồi nó đuổi ra đường ấy, em chỉ Rồi. lo thế thôi. Thế lúc này thì mình có cái tài chính nào mà để mà ngoài cái chuyện cứ lo nuôi nhau ăn thế thì còn có cái Anh món ơi, tiền tiết em kiệm nào kể chuyện không? là nhà em thì nhà cửa đầy đủ, nhà 3 tầng đẹp và noi. Rồi. Bây giờ nhà em còn 50 m² đất dịch vụ bán thì nó được khoảng hơn tỷ nữa. Nhưng mà cứ đòi là bán, bây giờ cứ nói bán để xong lại ăn chơi cờ bạc thì khổ quá, cho nên em không muốn Quyết bán. mà giữ cái đấy, cố mà giữ để dưỡng già, nếu chẳng may độ đôi ba năm nữa mình chẳng còn đi làm được Đấy. nữa thì lúc ấy có thể xây một vài cái gian nhà cho công nhân thuê, hay là hai ba dãy nhà cấp 4, nó là cái mà để hàng tháng mình có thêm vài ba bốn năm sáu bảy triệu để vợ chồng già lo cho À, nhau, à, cố gắng lúc không. nào cũng cứ kêu là tao bán mẹ nhà to này đi, tao ăn người ta mua nhà nhỏ, cứ lúc nào cũng như thế anh ạ. Chỉ cần một người không đồng ý thì người chả ai ta mua. Em cứ lo lo quá thôi anh ạ, lo ăn uống nó lại còn lo đối nội đối ngoại nữa, mệt ơi là mệt. Thôi cái gì mình lo được thì mình lo, cái gì mà không được, Và họ hàng nó khổ quá quá. xa mà mình cứ phải một năm đến bao nhiêu cái giỗ, bao nhiêu cái đám cưới, bao nhiêu cái thăm hỏi thì mình cũng cũng phải biết là thôi, cũng sàng lọc ra. Em bảo là để nhờ các anh tư vấn cho em có nên ở hay là nên bỏ. Bỏ thì cũng chả làm gì, nhưng mà ở Vâng. thì cũng chẳng được gì, nhưng mà ít nhất thì thôi thế này, nó còn có cái gia đình và hơn có cái nhà, Vâng. để không phải chia đôi cái nhà ra. Hơn nữa là thôi bây giờ chịu khó nhặt nhạnh đi làm đi ăn, lo ngày mấy cái bữa cơm vun vén, thế còn để cố giữ lấy một cái tài sản mà bà đang nói là cái mảnh đất 50 mét ấy, nó là cái Vâng. kế sinh nhai cho mình sau này. Vâng. Đấy cũng là một thứ mà cũng là một cái thế mạnh đấy, là một thứ, chứ còn nếu mà lại còn trắng tay nữa thì còn lo nữa đúng không? Hơn nữa là mình cũng có cái niềm vui là các cháu con rể với con gái nó ở gần, một đôi năm nữa chúng nó không kế hoạch thì lúc ấy bà sang đây ở bế cháu rồi, thì ông ở Nhà nhà em thì mà. con rể mẹ con gái thì ở ngay bên cạnh thôi anh ạ. Mình sang đây bế cháu, lý do là được cái ở đấy suốt thì ông chẳng nhẽ đuổi sang tận đấy để đánh mình nhỉ? Đấy. Vâng. Chấp nhận thôi, mình ở cái tuổi này cũng cái thay đổi lớn là cũng không cần thiết nữa, và tất Vâng. nhiên thì nó cũng có những cái trục trặc, nhưng mà né lũ thôi, thấy là cơn lũ nó sắp đến gần thì mình ù té mình chạy. Đấy, rất nhiều người ở miền núi người ta vì biết là sống cái vùng lũ mà đâu người ta có thể bỏ đi xuống xuôi người ta ở được, vẫn cứ phải tìm cách là chung Nóng sống tính đúng lắm. không? Chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, hy vọng là chị Vâng sẽ ạ. cảm thấy có niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng em nghe ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi hỏi cho em về tâm lý ạ. Ý là em hỏi là vợ chồng em lấy nhau được 12 năm rồi. Vâng. Mới đầu thì lấy nhau thì anh có bảo là vợ chồng không có tiền riêng ấy, Vâng. nên có cái khoản đấy ấy. Thế tự nhiên gần đây em thấy anh bỏ ra một khoản ấy, thì em không biết là anh để làm gì. Vâng, hiện nay thì bạn rất là băn khoăn không biết là cái khoản tiền riêng mà chồng giữ riêng cho mình thì để làm gì đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ chia sẻ với bạn và xem có những lời khuyên dành cho bạn xem cần phải làm gì ạ. Rồi, xin chào. Vâng, em chào anh ạ. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 35 tuổi ạ. Ồ, thế hả? Cứ tưởng là vừa mới lấy chồng được 1-2 năm. Dạ, Các cháu lớn chưa? con này em đứa lớn thì năm nay học lớp 6 rồi. Kinh tế gia đình tạm tạm ổn chứ? Dạ, cũng tạm, vừa mới xây nhà xong. Wow, thế hả? Thế thì tốt rồi. Cái hồi mới lấy nhau thì anh nói rằng là vợ chồng thì nên tất cả gom một thứ chứ không nên có riêng, bởi vì lúc đấy hai đứa còn rất là trẻ đúng không, cũng chưa nghĩ đến cái chuyện tiêu gì ngoài chuyện là bảo đảm cuộc sống, ngoài ra có tích góp mua thêm cái xe, mua thêm mảnh đất, xây thêm cái nhà. Mình có biết là hàng tháng anh thu nhập được bao nhiêu không? Đã có công khai luôn À thế à, ví dụ tháng 20 triệu là bảo 20 triệu, thế nhưng mà chỉ nộp vợ 12 triệu còn 8 triệu cất đi. không, mọi lần thì là đi hết anh ạ, xong bảo là giữ 500 hay là 1 triệu đấy đi xăng xe đi đường thôi. À, thế sao hiện nay thì là nộp bao nhiêu? Bây giờ thì anh cũng giữ khoảng nghĩa là nhiều hơn tầm 2-3 triệu gì đấy. Úi giời, Xong rồi thế thì. xong lâu lâu em thấy anh bảo là hết tiền tiêu thì em lại đưa.
Em cũng không nghi ngờ gì cả, xong tự dưng dọn nhà thì em thấy tiền ở trong nhà thôi. À, tức là mình dọn nhà ra mình thấy có một bọc tiền anh ấy giấu đi Không, đúng rồi. nhiều Một chung em là công nhân thì cũng ít thôi anh ạ. không? Mấy chục triệu không? Không, chỉ tầm chục hơn chục thôi ạ. Ồ, thế thì có khi anh quên nên mình cứ giấu đi, cái sum vào công quỹ anh không biết đâu. Em không, em phát hiện ra xong em về em hỏi luôn ấy ạ. Ừ, thế xong anh bảo sao? Không, em bảo là thế anh dùng cái khoản đấy để làm gì? Ý anh muốn là muốn mua một cái gì đấy cho riêng mình ấy, không muốn cho vợ biết ấy. À, muốn mua một cái gì đó cho riêng mình mà có độ hơn chục triệu thôi. Thật ra thế này này, một người đàn ông cũng 35 tuổi rồi, vợ con ổn định rồi, nhà lại vừa mới làm, thu nhập hàng tháng cũng được khá khá trên chục triệu. Trước đây thì chỉ giữ lại mỗi 500 xăng xe. Thật ra đến cái lúc mà cái khó khăn nó cũng qua rồi, người đàn ông cũng cần nghĩ đến chuyện có Ừ, tiêu anh cái ấy, nhưng mà em nghĩ nhiều hướng, tại vì chồng em là con một, gọi là con bà đi kiếm ấy, không không có bố rồi. Vừa rồi có thấy ông về chơi nhưng mà không nhận ấy. Thì em nghĩ là nhiều hướng, một là giúp đỡ ông chẳng hạn, hai là em nghĩ là không tin tưởng nhau nữa, ba là anh có con riêng chẳng Úi hạn, giời ơi. vì ông cũng nhiều vợ lắm. Sao chả nghĩ đến chuyện tử tế, toàn nghĩ việc đầu tiên mình thì nghĩ đến cái tình huống tích cực đi. Gom có vài cái triệu bạc mỗi tháng, ông ấy làm được mười mấy triệu, ông ấy giữ lại đôi ba triệu. Đàn ông đàn an thỉnh thoảng gặp nhau, ông có nồi lẩu rồi uống mãi của người ta, ăn mãi của người ta, thỉnh thoảng rồi mời đám bạn. Nó độ dăm bảy ông mà ngồi làm cho độ hai két bia với một hai chai rượu với lại được vài con vịt nướng đứng dậy là tiền triệu ngay. Thế Ôi thì nhưng mà anh chồng em hiền không, lắm, mình đang không nói ví dụ, tức là người ta có nhiều những thứ để chi tiêu. Thế rồi hai nữa là ông ấy lại hứng lên ở trong cơ quan, thấy mấy đứa nó lại vừa mua đồng hồ, cái đồng hồ đẹp phết, hoặc là mình từ trước giờ cứ vẫn dùng mấy cái điện thoại cũng gọi là điện thoại thông minh nhưng mà nó toàn vài ba triệu, bây giờ thì cũng muốn có cái iPhone 10, iPhone 11 chẳng hạn, hoặc là cái gì đấy cho nó xịn xịn một tí, cũng trông cũng khá khá rồi. Chứ còn nếu mà để nuôi gái với lại nuôi nuôi con riêng ấy mà, chả ai dại gì mà lại kiếm được 12 triệu nộp cho vợ 10 triệu giữ được 2 triệu bạc đâu. Một người đàn ông mà đã chung lưng đấu cật với vợ từ khó khăn, thế xong lấy nhau xong nay vừa mới mua được đất làm được nhà, nghĩa là toàn tâm toàn ý với cái gia đình này lắm ấy. Thế còn thì nếu như mà người mà đã lại có con riêng thì chắc phải đóng góp phải nhiều hơn, với hơn nữa là ban nãy mình nói là anh hiền mà, thì chắc chắn hiền nhưng mà tất nhiên là hiền mặt, chứ còn cái kia thì nó không hiền, thì tất không nhiên không có thể là có con nhưng mà mình còn nhiều thứ khác để mình xét đoán. Thế còn cái mình đoán là có thể giúp đỡ ông, tức là ông bố ngoài gia thú ấy, không đúng không, tức là ông không ấy giúp mẹ của anh ấy là có anh ấy, thế nhưng mà vì không quan tâm gì cho nên anh ghét, anh không nhận, nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn hiểu rằng đấy là cái người bố của anh ấy, anh không muốn nhận bây giờ làm cái gì cả, chuyện nó đã qua rồi, anh cũng 35 40 tuổi rồi, nhất là ông kia ông lại đang có gia đình có vợ con êm ấm, tự nhiên nhận thêm một cái ông 40 tuổi làm con riêng cuối cùng nó xáo trộn gia đình lên. Cho nên về mặt pháp luật hay là về mặt ngoài xã hội thì anh không công bố, nhưng mà về trong tâm hồn thì anh ấy vẫn nghĩ rằng đấy là bố anh ấy, và khó khăn thỉnh thoảng không nhiều không ít thì cho bố 500 một triệu một đôi triệu Ừ, cũng vâng, rất là em cũng không tốt. phản đối như đấy. Mình cũng đã hỏi, số tiền thì không lớn, mình không nhập vào công quỹ, mình không lờ đi, mình hỏi và anh đã có lời giải thích là anh định mua một cái cho riêng mình mà nó khoảng độ hơn chục triệu, thì đoán là cái đồng hồ đẹp đi, một cái iPhone đi, biết đâu ông tích ông muốn là nâng cấp cái xe máy chẳng hạn, từ trước giờ vẫn đi cái quay tàu, bây giờ sắp tới muốn mua SH, đây mình cứ nghĩ như thế đi. Thế còn thì mình để cho chắc ăn thì mình nói thế này này, nói chuyện với nhau thì anh ấy hiền lành và anh là người cũng cũng biết vun vén gia đình. Em thì thật sự em không nghi ngờ, mình cả đời vất vả rồi, anh cũng cần có một vài đồng để tiêu nọ tiêu kia. Từ bữa sau đi, lương tháng 15 triệu anh không cần phải đưa cho em hết, anh cứ giữ lại một vài đồng mà tiêu, mình cứ mở đường như thế nghe lại càng tốt đấy. Thỉnh thoảng đi cắt tóc gội đầu rồi cho các em ấy bo cho nó 500 một triệu, mình cứ nói trước đi có khi chưa chắc làm. Thế chứ mà lại cứ ầm ĩ là anh giấu làm gì, chứng tỏ rằng anh bây giờ anh không tin tôi, hay là anh lại còn nuôi con nào rồi. Hãy nhớ rằng nếu mà Anh có ơi, chuyện như thế thì cho em hỏi một chút nữa. em nói đi. Ừ, ý là chồng em muốn về quê của ông ấy, nhận thì có lên về không ấy? Về quê của ông bố mà ông ấy, ông có xa không?
Ông cách vài chục cây. Ôi giời, hoàn cảnh gia đình của ông hiện nay thế nào? Nghĩa là ông thì nhiều vợ lắm anh, Ông ông nhiều ba vợ. vợ cơ, nhưng mà bây giờ thì cũng không biết là ở nhà nào, nhưng là ông thì ở một mình đó. Đấy, cái loại mà cứ lắm vợ thì cuối đời nó là không vợ là cái chuyện đúng rồi. Đấy là một bài học cho tất cả các đàn ông ở Hôm trên đời đấy. hôm xưa em cứ Cái nói trêu cho đùa ông một chẳng như câu. anh có dỗi, em lẩm bẩm vô ông nắm vợ là không có chỗ ở. Ừ, đấy mình cứ nói thế cũng đúng đấy. Và thực ra nói to lên để nhiều người biết rằng là một vợ thì sống cho đống vợ là chết đấy. Thế thì thôi, cũng ơn trời là mình khỏe mạnh, mình ăn nên làm ra, giờ trưởng thành có con có cháu. Mặc dù là ông ấy thì đây không phải cuộc hôn nhân chính tắc gì, thế nhưng Mà mà... anh nhờ em hỏi về vấn đề con cái của bọn em ấy. À không, nói nốt cái chuyện mà ông bố nhá. Về cũng được em ạ. Nếu như thật sự là mình người ta còn đi làm từ thiện ở đâu, mà huống chi như đây là cái ông bố mà đã sinh ra chồng mình. Rủ các ông về đi, hôm nào đấy nếu nhà có điều kiện thì thuê cái taxi cho nó đàng hoàng, có vài chục cây số đi hẳn taxi đi, cứ gọi là hết triệu bạc cả đi cả về đi. Lúc về trời ơi, tay xách nách mang quà cáp, xong hai vợ chồng chui từ trong taxi ra, hai đứa con đi theo sau. Trước hết là cũng làm cho chồng mình vui đã, hai nữa là con nhà mình nó có thêm ông nội. Từ trước giờ nó cứ bảo là ơ thế thì bà nội tự đẻ được bố à, thế nay thì bảo chúng mày vơ vẩn, đây này ông nội đi ngay. Thế có phải là con nó cũng đàng hoàng, sau này nó lớn lên nó trưởng thành nó cũng biết là nó có nguồn có cội đúng không, làm một việc gì đó nó không quá tốn kém mà nó giải quyết được cái yếu tố tâm lý tinh thần thì gắng mà làm. Thế còn Vâng. các cháu thì sao, Ý là em sợ là anh chán thì con này. con làm Thì sao mà con em đẻ được hai đứa con trai nhưng mà nó không nghe lời, nó hư lắm ấy. chán? Một đứa nó lại không được khôn, em sợ là anh đi kiếm ở ngoài cho có đứa được đứa khôn hơn. Em nhiều cái sợ quá đấy, tưởng là có hai cô con gái sợ anh đi kiếm một thằng con trai để nối dõi tông đường, tức là đấy nó là cái thông thường của rất là khá nhiều người đàn ông mà còn có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng mà nhà hai thằng cu trẻ con thì nó có lúc nó hư nó ngoan, chứ nó hư cả ngày à. Thế còn thì Anh em thôi. mới nói à, ừ anh cũng có hôm mắng là toàn đứa đứa đần như đứa điên ừ ấy. Xong rồi tối hôm đấy em ở chồng đi ngủ em mới tâm sự, em bảo là ai cũng muốn đẻ con khôn anh ạ, nhưng mà tối mình chỉ được thế thôi, thế anh thì không nói gì. không không đến nỗi là cái chuyện này lại chê một đứa hư một đứa hơi chậm chậm đần đần để đi tìm một người nào khôn, nó biết đâu ngộ nhỡ là chả khôn được lại còn dại hơn thì làm sao. Nhưng mà cũng đừng gằn hát, cũng biết hiểu rằng người đàn ông mong muốn là có đứa con lành lặn khỏe mạnh mà hoàn cảnh nó thế, mình cũng đau rồi mình cũng buồn rồi, nhưng mà lại phải làm chỗ dựa cho lão ấy. Đàn ông nói thế chứ đôi khi cũng yếu đuối. Thôi thực ra thì trời cho thế nào thì hưởng như thế. Đấy, trời không cho ai tất cả. May mắn mà có cái thằng cu mà nó hơi hơi chậm chậm ấy, nó gánh đỡ những cái vận cái hạn đi, thành ra vợ chồng nhà mình khỏe mạnh ăn lên làm ra đấy, xây được nhà được cửa. Chứ nhiều ông 35 tuổi kìa còn lang thang đang ở nhờ với ở nhà thuê. Tức là phải động viên cho anh ấy thấy rằng là con cái nó là cái trời cho và nó gánh đỡ cho mình những cái vận cái hạn để mà mình làm ăn tốt hơn. Thế còn thì chắc là không có nghĩ là người đàn ông nào mà lại có hai đứa con trai như thế bảo đi tìm đứa khác cho khôn hơn đâu. Nếu có thì chắc là ngày hồi còn còn bé cơ, còn bây giờ thì đến cái tuổi này rồi chắc không tìm nữa đâu nhá. Vâng, thế thì bạn cũng yên tâm rồi chứ ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo. Alo, vâng, vâng. Em chào chị. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Vâng, em năm nay hơn 30 tuổi rồi, có gia đình cũng có cháu rồi, vợ Vâng. chồng cũng đang rất hạnh phúc. Vâng. Thế nhưng mà thời gian gần đây em cũng quý một cô bạn ở cùng phường, Vâng. cô đấy cũng có gia đình rồi, và hai người đến với nhau bằng tình cảm cũng rất chân thật, rất quý nhau. Và cô đấy gia đình cũng rất là hạnh phúc, và hai người thì cũng đang làm cho cơ quan nhà nước thì cũng hào hiểu biết, và Vâng. mọi người cũng muốn là nhiều lần cũng muốn dừng lại để giữ gìn hạnh phúc cho cả hai bên gia đình. Thế nhưng mà cũng hơi khó, mà muốn nghe Vâng. tổ tình yêu tư vấn cho một chút, bởi vì bọn em thì nó cùng phường mà trên đường đến cơ quan thì qua nhà, nhà cô bạn đó, cho nên Vâng. là hai người Nhà lại rất là có gần nhau đúng không ạ? được vào Và để giờ tình yêu nó hơi có khó. nhiều điều kiện để gặp gỡ nhau, và bây giờ mà muốn chia tay để quay trở về tổ ấm với gia đình mình thì theo bạn là rất là khó.
mà gia đình thì vẫn đang rất là hạnh phúc, cũng không muốn để gia đình, hai gia đình biết. Vâng, chuyên gia đình đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé, xin mời anh. Mối quan hệ của em với cái cô cùng phường ấy đến mức độ như thế nào rồi? Em cũng rất là quý nhau, cũng gần như là tình cảm cũng rất thân mật với nhau. Có nhiều điều chia sẻ được, uống nước rồi ăn trưa cùng rồi còn gì nữa không? Đã đến mức độ bọn em thì không làm việc liên quan, thế nhưng mà bọn em hay dành thời gian để gặp nhau, nên cũng rất là làm nhiều chuyện tình cảm gặp nhau. Tức là cũng như một người bạn tâm giao chia sẻ thôi, chứ cũng chưa đến mức độ là gọi là có ăn nằm với nhau đúng không? Dạ, có chuyện đó. Thực ra thì cả đôi bên cùng chẳng chê trách gì, gia đình mình đều sống hạnh phúc, nhưng mà một chút lạ lạ này nó cũng để lại những cái gì. Cái đó thì là một phần bọn em chia sẻ nói chuyện với nhau rất hợp và tình cảm rất chân thành, nhưng bọn em cũng muốn dừng lại để giữ gìn hạnh phúc cho cả hai bên. Nếu như cả hai em mà cứ dừng lại để tâm sự chia sẻ thì cũng chẳng làm sao cả. Nhưng mà thường thường chia rồi thì nó lại cứ muốn xẻ. Có A thì nó thường hay lấn lên B, chứ còn thì người ta có vợ có chồng, người ta cũng có người bạn tâm giao, cũng có người bạn khác giới. Có những chuyện chẳng nói được với chồng mình, vợ mình thì cũng nói với cái người bạn kia mà không thấy ngại. Cái chuyện đó có chứ. Nhưng mà vì mình đẩy nó lên tới cái việc là quan hệ tình dục rồi thành ra mình cứ ám ảnh là mình ngoại tình. Chứ còn thì thực ra là bọn em cũng như thế, bọn em thì cũng không phải là con người như thế nào cả, cũng cũng hiểu biết và cũng ấy, cũng không phải là mình một người như thế nào đi ngoại tình để mà phản bội gia đình cả. Nhưng mà thực ra bọn em rất ra nó hơi khó, cả hai người đều rất tốt, rất là bản chất rất tốt, nhưng không muốn để mà ảnh hưởng đến gia đình. Thế nhưng mà tại sao nó rất khó lắm anh ạ. Bọn em cũng muốn nói chuyện với nhau và muốn gọi điện thoại chia sẻ cùng nhau. Hai người cứ ngồi lòng bảo muốn là phải quát chứ đâu cả, muốn chỉ là mình, dùng bạn bè mà khó. Mình là hai người giống như thế này này, cuộc sống gia đình thì cơm no áo ấm rồi, cũng chẳng chê trách gì lắm, cũng không nghèo đói lắm, nhưng mà một bữa được ăn một bữa tiệc, thế là thấy lại ngon ngon, rồi sau đấy thì hôm ấy nó lại vui, thành ra rồi cứ muốn tiếp. Không, bọn em thì hiểu về gia đình nhau rất rõ và hiểu nhau rất rõ, bởi vì cùng phường mà. Rồi cái đang có là cái rất lớn, cái mà muốn thêm được ấy là cái rất mong manh, nó quá đà một tí thì mất tất cả, đành rằng là bỏ cái gì cũng rất là tiếc. Tuy nhiên thì không tham được thì ta phải bỏ cái mà nó mất mát ít hơn. Ví dụ như là không tiếp tục tiến xa với cô bạn này nữa thì mình cũng thấy buồn buồn, cũng thấy một chút gì đấy như mất mát. Nhưng so với cái mất mát cả một gia đình, mất mát cả một sự nghiệp nữa cơ, thì cái mất mát này là nhỏ lắm. Thế cho nên cuộc sống chúng ta đôi khi mình không tham được nhiều, đôi lúc phải cắt tỉa, mà cây ở ngoài đường đến mùa bão tố người ta cũng cắt bớt cành đi, những cái cành lòa xòa vô tích sự, để thì cũng đẹp thật, nhưng mà thôi hy sinh nó đi còn hơn gặp cơn bão nó đổ cả cây thì còn chết nữa. Đấy thì mình cứ học ở cái cuộc sống như thế. Bây giờ thì chắc là cả hai người cùng hiểu, thống nhất với nhau là giãn dần dần, đừng có đi sâu vào cái món quan hệ tình dục, cái đấy nó dễ gây nghiện, mà rồi nó so với của nhà thì nó lại cứ có cái nọ cái kia, nó so sánh nó hồi hộp, nó hấp dẫn, rồi cái vụng trộm nó lại để ra một cái tâm lý khó dứt. Thế còn thì cứ tâm sự, cứ chuyện trò nhưng mà đúng mực thôi, thì anh nghĩ rằng có thể duy trì được. Không được A thì chấp nhận xuống A phẩy, duy trì một mối quan hệ như một người bạn tri kỷ tâm giao, và đừng đẩy nó lên đỉnh cao của cái sự ngoại tình, thì cũng còn có cái đường lùi. Nhớ rằng là mất cái gì cũng tiếc, nhưng mà mất cái bé vẫn còn đỡ tiếc hơn là mất cái to hoặc là mất tất cả. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được một cái sự lựa chọn cho hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, em muốn hỏi chương trình một vấn đề là em và cô ấy thì làm bạn được 3 năm ạ. Thì đến 8 tháng trước đây thì em và cô ấy bắt đầu yêu nhau. Vâng. Chỉ đến gần 1 tháng trước thì sau khi bọn em quan hệ thì cô ấy đến tháng cô ấy chậm kinh ạ. Vâng. Sau đó thì em có mua que về để cho cô ấy thử. Sau khi thử xong thì cô ấy không cho em biết kết quả luôn. Sau đó thì cô lại bảo là không có gì. Và em được biết là cô ấy có thai, sau đó thì cô ấy tự đi phá. Vâng.
xong sau khi cô ấy đi phá về thì cô ấy nói với em cách rất là bình thản rồi thế này thế kia, và bây giờ thì tâm lý của cô ấy như là có cảm giác như có lỗi với bản thân và gia đình rất là nhiều, và cô ấy tự trách mình rất là nhiều. Sau đó thì cô ấy cảm giác xa lánh em, và thực sự em rất là muốn níu kéo lại cái tình cảm này, cũng như là em muốn bù đắp cho cô ấy rất là nhiều, biết là muốn làm thế nào. Các bạn đang là sinh viên à? Vâng, em là sinh viên năm cuối rồi. Thế ở chung phòng trọ với nhau à? Cô ấy ở quê ở xa, em thì ở Hà Nội đây, thì bọn em thì không ở chung ạ. Cô ấy tự đi phá thai là cách đây bao lâu rồi? Cô ấy mới đi phá cách đây được hơn một tuần. Thế vào hơn một tuần vừa rồi thì bạn thấy tính cách của cô ta thay đổi đúng không? Cô ấy chưa bao giờ đối xử với ai nặng nề như thế cả. Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Em có biết chắc là cô ấy đi phá thai hay mình đoán thế? Chắc chắn là cô ấy đi phá thai. Cô cũng đã nói với em. Cái điều cơ bản thế này này, em và cô đã quen nhau này, đã yêu nhau này, cô đã tin tưởng để đến mức là có quan hệ tình dục với nhau, nghĩa là không phải cô ấy không yêu và không có tình cảm với em. Cô ấy quan hệ tình dục rồi dẫn tới có thai là cái việc mà hai người đều không lường trước. Và cũng chưa bao giờ bàn với nhau rằng nếu như quan hệ, nếu có thai thì sẽ làm sao, đúng không? Thì tỏ ra là rất là cứng rắn, nhưng mà thực sự thì em biết là trong thâm tâm cô ấy thì cô cũng rất là đau khổ, nhưng cô không biết tâm sự với ai. Chuyện này cũng rất là khó nói. Thế thì mình em thực ra em rất hiểu nhá, rằng là sau khi nạo phá thai, một người con gái mà nhất là ngoan lành như cô ấy cũng không phải là cái dạng đối tượng mà chơi bời hay là quan hệ lung tung gì, thì rất mặc cảm, rất dằn vặt, tự trách mình, tự trách người nọ người kia, rồi xa lánh em, không phải để là vì ghét em mà xa lánh, sợ rằng là lại tiếp tục quan hệ nữa, rồi lại xảy ra nữa thì sao đấy. Đôi khi cái xa ấy em phải dịch nó ra là cái khác. Xa là vì quá yêu, đã không biết thì thôi, đã không quan hệ thôi, đã quan hệ được một lần rồi thì rồi khó mà dừng lại, không được nữa. Thế thì bây giờ để mà không chỉ có cách là bỏ chạy hoặc là giãn dần ra, chứ nếu gần mỗi lần gặp nhau lại không còn quá nhiều lời vàng ý ngọc nữa mà chỉ nghĩ đến chuyện kia rồi lại tái diễn như cũ thì cô sẽ khổ. Thì em phải hiểu rằng là cô lại thực ra là đang rất rất cần một người ở bên cạnh, không cần phải giải thích nhiều, một cái gì đấy để cô cảm thấy yên tâm là không phải mình chỉ khai thác cô, xong đến lúc mà có cái gì đấy thì bây giờ mình đổ lỗi hoặc là trốn chạy. Thì trước đây là bọn em là bạn bè, nên là khi mà nóng giận lên thì cô ấy cũng xưng hô bạn bè, cứ bảo ông cút đi, rồi thì mỗi lại là cô ấy phản ứng rất là dữ dội. Sau khi mà cô ấy tự đi phá thai về, em có trách móc gì không? Em không trách móc một điều gì cả, và em cũng chỉ hỏi han thì em quan tâm và em rất là muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng mà cô ấy cứ ông cút đi, thực sự em không biết là phải là em ơi, đấy cái tâm lý nó rất là phức tạp như thế, bởi vì đẩy ra thực ra là quá yêu, vì nghĩ rằng là nếu mà mon men tới nhau chắc sẽ không tránh được là thôi, cho nên là như thế. Bây giờ em cũng không cần quá thúc ép, cứ để cho cô hồi tĩnh lại. Có thể em động viên bằng những cái kênh gián tiếp, chẳng hạn như là viết cho cô những cái bức email rất là chia sẻ đi. Anh thật sự thấy là một người có lỗi, thật ra thì anh rất là yêu em, cũng mong muốn thế này thế khác. Anh thật sự buồn khi mà chuyện xảy ra mà em lại không tin tưởng ở anh để có thể cùng nhau gánh vác cái việc rồi. Những cái điều mà em đã phải chịu đựng trong thời gian qua thì anh hiểu rằng nó nặng nề lắm, nhất là đối với người con gái như em. Anh không thể làm thay em được nhiều điều, nhưng anh muốn được ở bên em để lúc nào em có điều này. Em ơi, cứ phải tác dần dần, động dần dần, rồi đến lúc người ta mềm lòng, người ta nghĩ rằng là anh ấy chân thành thật sự, chứ không phải là mon men đến mình để gạ gẫm nữa đâu. Bởi vì bây giờ cô ấy rất sợ là gặp rồi lại nữa rồi lại một lần đi nữa thì không biết rồi đến bao giờ nhá. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái bài học cho nhiều bạn trẻ khác. Bởi vì khi mà đã có một lần mang thai phải đi phá thai như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các bạn gái. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo, em cảm thấy có lỗi với người ấy trong chuyện tình cảm. Em không biết phải giải thích thế nào cho người ấy hiểu. Người ấy, tôi nghĩ em lợi dụng người đó và em lừa dối người đó. Em có thể nói rõ hơn một chút về cái câu chuyện của em. Em đã có ý định muốn quan hệ tình dục nhưng mà không kiềm chế được bản thân mình. Người ấy cứ nghĩ em lừa dối, với là người ấy xa lánh em. Vâng, tức là có một lúc nào đấy bạn không kiềm chế được bản thân và muốn quan hệ tình dục với bạn gái, và sau cái lần đấy thì cô bạn gái của bạn rất giận, đúng không? Vâng. Và bây giờ bạn không biết làm thế nào để có thể cô ấy hiểu mình
và bỏ qua cho mình, tha thứ cho mình đúng không? Vâng, vấn đề của bạn, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn những lời khuyên. Xin mời anh ạ. Ờ, em ơi, cô giận em lâu chưa? Mới ạ. Mới là mấy ngày? Được, bắt đầu từ hôm qua ạ. À, mới từ hôm qua hả? Cái hôm mà em gạ gẫm em đòi, vì sao có được không? Không phải là như thế mà, lúc nghĩa là lúc bọn em bắt đầu ấy thì em không kiềm chế được bản thân mình và có ý định đấy lên, cô ấy sợ là... À, tức là lúc mà gần gũi nhau kiểu ôm ấp mà hôn nhé, đúng không? Thì em lại định muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà cô kịp ngăn lại. Nhưng mà cô ấy nghĩ rằng là em được đằng chân lên đằng đầu và nghĩ rằng là mình chỉ lợi dụng cô ấy và giận. Cô giận cô thể hiện thế nào? Về là không nghe điện thoại nữa này. Bây giờ là nhắn tin không trả lời này hay như thế nào? Cô ấy nhắn tin muốn chia tay, muốn... Rồi, em muốn xa lánh em. Thế hả? Em ơi, thế em với cô yêu nhau lâu chưa? Em tính ra yêu nhau bây giờ đã được hơn 5 tháng. À, 5 hơn tháng 5 tháng. Các em bao nhiêu tuổi rồi? Em 20 tuổi ạ. Ừ. Cô bao nhiêu tuổi em? Cô 19 ạ. À, thế à. Còn đi học không hay là đã đi làm rồi? Cô đang học cao đẳng năm thứ 2. À, thế à. Và hôm qua là cái lỗi lần đầu tiên đấy hả? Tức là từ trước giờ thì rất trong sáng lành mạnh, nhưng mỗi hôm qua tự nhiên lại hứng khởi lên, lại không kiềm chế được, định có ý định nhưng mà chưa xảy ra đúng không? Ừ. À, cô nhắn tin là phải chia tay thôi, anh chỉ lợi dụng em thôi chứ anh chẳng yêu gì em cả. Em trả lời thế nào rồi? Em là anh không lợi dụng em gì cả. Ừ. Đó chỉ là một phút anh không tự kiềm chế được bản thân mình, mong em tha thứ. Em mới thế xong rồi em có kế hoạch là làm gì tiếp không? Ví dụ làm lành như thế nào vân vân. Em muốn xin lỗi và muốn làm lành với cô ấy. Rất dễ em ạ. Thật ra thì nam nữ yêu nhau trong những cái hoàn cảnh mà rất là lãng mạn, đôi bên đã ôm ấp nhau, trao nhau nụ hôn thì rất dễ nảy sinh những cái ham muốn, và phía nhà trai đòi hỏi, còn cái chuyện nhà gái chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng có quyền người ta. Cơ bản nhất là mình tôn trọng, chứ mình cũng không phải là gọi là dùng bạo lực để mà đòi hỏi bằng được, đúng không? Thì cô cũng hiểu rằng là có thể là cũng giận, cũng muốn thử em xem là có đúng em chỉ là cái người đòi hỏi rồi không yêu cô thật lòng hay không. Đây cũng là dịp để em thể hiện tình cảm thật sự với cô ấy. Tất nhiên phải nhớ rằng là không phải là cố làm lành để rồi lần sau có cơ hội rồi lại gạ gẫm nữa. Qua đây em cũng hiểu thêm người yêu em là một người rất trong sáng đàng hoàng, không bao giờ muốn cái chuyện đó xảy ra quá sớm. Chỉ vì cái việc hôm qua em đòi hỏi mà cô đã giận như thế thì chứng tỏ rằng cô rất là tử tế trong sáng. Mình đã biết được là đây là vàng 10 đấy. Trong thời buổi này mà có các bạn gái như thế phải nói là tuyệt vời. Thì càng trân trọng quý mến cô ấy hơn. Và làm lành không có gì bằng cái sự trực tiếp đi lại. Em biết cô ấy ở đâu, nhà ở đâu thì đến chơi. Kể cả cô ấy có thể còn rất giận, mặt nặng mày nhẹ, mình vẫn cứ đến để thể hiện rằng là mình thấy hối lỗi, rồi mong muốn tha thứ, rồi thề là không bao giờ tái diễn chuyện đó nữa, rồi cũng có thể có lời giải thích rằng cũng tại vì không kiềm chế bản thân, rồi cũng tại vì anh cũng muốn thử xem là em thế nào. Và qua cái hành động ngày hôm qua thì anh lại càng nhận ra rằng em là người tuyệt vời, và đấy mới là người anh cần, lại càng yêu em hơn. Phải đề cao cái hành động mà từ chối của cô ấy lên. Anh nghĩ rằng là chân thành, rồi mình gọi là cố gắng chai lì một tí. Người ta giận thì mình cứ cố gắng làm lành. Nước chảy đá mòn thế nào rồi cô ấy cũng bỏ qua. Vì cái lỗi của em không phải quá lớn. Và cơ bản nhất là sau đấy mình lại là người biết gọi là ăn năn hối lỗi, đúng không? Chứ cũng đừng có nhắn tin qua, nhắn tin lại. Thực ra cô muốn là em đến để nói cái lời xin lỗi xong rồi làm lành rồi. Để cô được mắng em mấy câu, sau đấy thì em phải làm lành bằng cách là dù cô đi chơi đi ăn kem. Thế mà mình cứ ngồi nhà nhắn tin là cho anh xin lỗi rồi. Anh thề, anh hứa anh không bao giờ thế nữa. Thì dù người ta có bằng lòng đồng ý tha thứ rồi thì mình cũng có biết đâu được, đúng không? Ừ, trực tiếp đến mà gặp mà xin lỗi rồi thể hiện cái tình cảm nhá. Và đặc biệt nhớ rằng là cô ấy là tuyệt vời, mình đừng có tái lại một lần nữa.
Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc bạn sẽ có một tình yêu thật là đẹp. Một cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đúng không ạ? Dạ, em có một cháu gái mà năm nay cháu 20 tuổi rồi. Vâng. Cháu bây giờ nó cứ lang thang nó đi thôi mà em không còn cách nào nữa, mà em khổ với nó từ năm nó học cấp 2 mà em đã khổ rồi. Ừ. Mà em hết áp lực của gia đình, xong rồi áp lực của nhà chồng, về không đẻ được đứa nữa. Ừ. Bây giờ nó cứ đi, xong bây giờ nó cứ cố gắng dìm dắt nó học cực hết cấp vào cấp 3, con học cực hết cấp 3 rồi. Ừ. Bây giờ đi học nghề nữa rồi, mà bây giờ nó lại lang thang, lại bắt đầu đi chơi bời. Em buồn quá, bây giờ nắm lúc phải nghĩ chẳng lẽ tuyệt vọng ấy. Tóm lại là cô ấy có bình thường không? Có bệnh tật gì không? Bỏ nhà đi đua đòi đi các à, bạn. À, tôi hiểu rồi. Tức là cái cô con gái 20 tuổi của chị là hay bỏ nhà đua đòi với các bạn và thậm chí là vâng. Bỏ đi không quan tâm gì đến gia đình cả, đúng không? Vâng. Và bây giờ thì chị không biết làm cách nào để lôi con của mình về với vâng. gia đình. Vâng. Và cái hiện tượng này xuất hiện từ khi con mới học cấp 2 cơ. Bằng mọi người rồi cho nó học xong rồi, học xong các thứ rồi thì cái năm nó học cấp 2 thì nó quen với một bạn. Nên phơi điện thoại thì em có biết đâu, thì nó quen mấy thằng ở trong Thái Bình. Rồi. Thế xong rồi nó đi bỏ đi vào trong đấy rồi. Thế là đi tìm gọi vào ấy rồi bắt đầu mới về xong rồi đã ấy rồi cho nó cố gắng tìm cặp để thi vào cấp 3. Thi vào cấp 3 xong rồi học được giữa lớp 11 lại bắt đầu nhằng nhằng. Rồi bây giờ tóm lại là biết cô bé đang ở đâu không? Có, bây giờ đang ở Hải Phòng. Sao không đến lôi về? Không lôi được. Bây giờ ở với ai? Ở nhà ai? Đến ở với bạn trai ấy. À, tóm lại là bây giờ là cô cậu ấy thuê nhà ở riêng đúng không? Bạn trai này là làm ở quán cầm đồ. À. Mà bây giờ khuyên không được. Rồi, thế bây giờ hàng ngày có đi về nhà không? Có. À, có. Nhưng mà vẫn cứ theo bạn trai kia đúng không? Gia đình bạn trai kia thì thế nào? Không biết được nhà, em cũng chưa hỏi được nhà. À, cũng không biết là quê quán nguồn gốc. À, quê thì chắc cũng ở Hải Phòng. Cậu ấy có bao giờ đến nhà không? Chưa. Chưa bao giờ đến nhà. Chị có mấy người con nhỉ? Dạ, có một. À, có mỗi cô con gái. Thế mà lại như thế thì khiến bố mẹ rất là đau lòng đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Em muốn nói chuyện với gặp bác từ lâu rồi mà không làm thế nào để liên lạc được với bác. Em buồn quá bác ạ. Rồi, hôm nay gặp được rồi. Nhưng mà nghe chuyện thì cũng giống như trường hợp bác sĩ cứ nói rằng là cũng y học đôi lúc cũng phải bó tay. Thật ra con mình nó đã rất là lớn rồi. Nó là một cô gái trưởng thành. Và bây giờ thì... nó đi theo bạn trai và chúng nó lựa chọn ăn ở với nhau. Mình phá cũng chả được. Nó chả phải đứa trẻ 3 tuổi để mà ví dụ như bây giờ nó lạc mà nó bị bắt cóc ở đâu thì thôi còn huy động lực lượng công an rồi thông báo trên mạng tìm người lạc, trẻ lạc. Chứ còn thì bé nhà mình thì nó có lẽ là một mặt nó cũng bị tác động hoàn cảnh gia đình. Em cứ thấy đi đêm ấy thì hôm nọ em không rủ đi để khám bệnh đấy, để kiểm tra sức khỏe đấy. Ừ. Thì là có dương tính với thuốc lắc. Chắc cũng sẽ phải đến thế thôi. Thuốc lắc rồi gây nghiện rồi thuốc tránh thai vì có thể quan hệ với đủ các dạng. Thế rồi lại quan hệ ban đêm rồi lại ngồi đằng sau anh nọ anh kia phi xe máy, đua xe máy ban đêm. Rồi tức là phải nói rằng là ở trong tình trạng rất có nhiều nguy cơ. Bệnh tật đã đành rồi, rồi một bữa nào đấy lại về nói rằng có thai không phá được nữa. Nếu phá thì nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là mình thì không đành. À, bây giờ có lẽ phải có một cái mạnh hơn đấy. Bố cháu nghiêm không? Còn là em đi làm. Thế hả? Em đi làm rồi. Thế anh ấy có sốt ruột về cái vụ này không? Có, buồn lắm anh ạ. Buồn nhưng mà anh có đưa ra một cái biện pháp nào đó rằng là anh ấy cùng với một ông chú nữa tìm đến tận cái quán của cái thằng ấy xong rồi bằng thôi thì biện pháp thô bạo tạm thời trước mắt là đưa nó về xong bắt đầu với phân tích phải trái rồi tách rời được ra. Đầu tiên là phải tách được chúng nó ra với khỏi nhau đã, rồi sau đấy khi nó bình ổn bắt đầu với tác động dần dần phân tích từ từ. Chứ còn bây giờ mà bảo là nó đang gọi là gái có hơi dai như là rau muống gặp phân đạm ấy. Nó mơn mởn lắm. Thế mà rứt ra thì hơi bị khó. Mà rứt ra thì về nhà mình mà lại không chuẩn bị tinh thần, người này vào tác động người kia, nói này nói khác rồi nó lại xách túi ra đi. Tức là cái việc này làm là phải hết sức là phải có cái bàn bạc kỹ của toàn thể gia đình rằng là đợt tới là sẽ phải là nôm na là như bắt cóc giải thoát để cho nó về, nhưng về thì bà nội cũng không được nói này này, bố thì phải thế kia này. Anh ơi, cháu cũng học 2 năm trung cấp y đấy, thì
em bảo là thế bây giờ con học xong cố gắng để cho cháu học xong cháu thi xong ấy. Thì cháu mới thi xong hôm nọ, em bảo là mẹ con đi vào trong miền Nam, vào trong bà miền Nam, xong đấy đi làm bà xong đấy bán hàng thì đi vào xong đấy để đi làm, nó không đi. Thế đang bảo là nó đang như là rau muống gặp phân đạm mà chưa dứt được cái thằng cu kia. Thế hoặc là một mặt nữa này này, mình đến gặp gỡ cái bạn trai kia ấy, nói rõ quan điểm là thế bây giờ thì cái mối quan hệ của cháu với lại con gái nhà chú hay con gái nhà bác hay nhà cô như thế nào, các cháu có ý định thế này, có cháu có định thế kia, hay là chúng các con cứ sống lang chạ thế này, nghe xem là bạn kia bạn nói dự định thế nào, đúng không? Mà kể cả nói cả với hai đứa ấy, để con bé nhà mình nó không ảo tưởng, chẳng hạn như thằng kia nó nói rằng là cũng đây là bạn thích thì bạn cứ theo cháu, chứ còn cháu thì cũng chả có ý định gì lắm, cháu cũng chưa tính chuyện gì lâu dài, nhà cháu thì còn thế nọ thế kia, để con gái nhà mình biết rõ rằng là đây không phải là mối quan hệ nghiêm túc. Hoặc là vì từ trước giờ vì mình cũng cứng, hoặc là mình khó khăn, hoặc con gái thì mình cũng không dám cho thằng kia về, cho nên là nó không về. Thế nếu mình đã đến nói thì thực ra thì chúng cháu rất yêu nhau, nhưng cháu rất sợ là các bác không đồng ý, cho nên là cháu cũng chưa dám thưa chuyện. Biết đâu đây cũng là người không đến nỗi gì lắm mà con mình đã lựa chọn, mà nó chưa tiếp cận với gia đình chỉ vì là nó còn sợ, nó hay là chưa đến lúc. Thì nếu như chúng nó mà thương yêu nhau thật sự, thôi thì bây giờ nó cù bơ cù bớt, nó chưa có nghề, nhưng mà rồi thì lúc ấy mình lại hỗ trợ theo kiểu khác. Thôi thế thì các con thương nhau lấy nhau thì đấy là quyền các con, gia đình tôn trọng, nhưng quan trọng nhất là phải có công ăn việc làm ổn định để nuôi nấng lấy nhau, rồi đấy phải trở thành cái người lớn trưởng thành, sau này còn con còn cái. Và lúc ấy mình có hỗ trợ thì hỗ trợ về việc là giúp các con lập nghiệp khởi nghiệp, chứ không phải là đuổi theo gọi là bắt như bây giờ nữa. Thế thì phải làm hai cuộc đi. Một cuộc là tiếp cận với bạn trai kia, đừng có đe dọa, đừng có mang đầu gấu đến, đừng làm những điều gì mang tính hành hung để mà bị lại liên lụy đến pháp luật. Bởi vì trai gái chúng nó bây giờ nó có quyền là nó tự nguyện, mà nó ở với nhau thì chẳng ai, nó không vi phạm pháp luật, mà mình mà đến phá khi mình là người bị vi phạm pháp luật đấy. Cho nên là tiếp cận nhẹ nhàng. Còn phía con nhà mình cũng thế, bàn bạc thật kỹ, nếu mà lần này đưa được cháu gái về thì cả nhà sẽ ngồi nói chuyện với cháu, cũng bàn phương hướng, kể cả những cái hướng mở là cho phép nó lấy thằng kia nếu như chúng nó yêu nhau thật sự nhá, chứ đừng có làm cứng quá là mất luôn đấy. Rồi, rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn, và hy vọng là chị sẽ tìm được cái phương án giải quyết tốt nhất cho cái vấn đề của cô con gái duy nhất của gia đình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Đắk Lắk. Dạ, em muốn hỏi là gia đình em á, chồng em á là anh hay đi ngoại tình á. Vâng. Cách em bao nhiêu năm rồi cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Vâng. Em thấy em lục trong điện thoại vẫn không đều thấy như vậy á. Vâng, vậy thì khi mà mình phát hiện ra điều đấy thì chị đã có trò chuyện gì với anh ấy chưa ạ? Có, bao nhiêu lần rồi. Vâng, và anh ấy nói sao ạ? Nói đi chơi cho vui thôi chứ có gì đâu, chơi chứ có gì đâu. Và cái điều mà chị mong muốn bây giờ thì là cái điều gì ạ? Thì em mong muốn là mình là bây giờ có ở với nhau được không, hay là phải chia tay như vậy? Vâng, những cái băn khoăn của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ cùng chia sẻ và sẽ cùng trò chuyện để xem là có cái cách nào không chị nhá. Chào em. Dạ, chào anh. Lấy nhau lâu chưa hả em? Dạ, 20 năm rồi. 20 năm rồi, dạ. Ồ, tức là dạ. Bây giờ phải ngoài 40 rồi đúng không? Dạ không, năm nay em mới 40 à. Ừ, còn ông ấy thì chắc hơn một chút xíu. Ông đó, dạ, ông đó năm nay 44 rồi. Các cháu lớn chưa? Dạ, một đứa thì 20, một đứa thì 8. Ừ, thế. Mình hiện nay thì mình làm gì, ông ấy làm gì, ai là người trụ cột trong gia đình, kiếm ra kinh tế chính, có tiếng nói chính trong gia đình? Ngày xưa cái ảnh làm nghề á, thì ảnh là chính. Rồi. Thì, mà hình như cả hai người luôn, chứ em cũng không phải lấy ai chính hết. Rồi. Bây giờ thì em là chính. Ừ, thế. Ảnh đi làm rẫy, còn mọi việc thì em. Ừ. Hai đứa con ở nhà em cũng lo, rồi có thêm bà nội là mẹ ảnh á. Ừ. Mẹ ảnh ở nhà nữa là 90 tuổi rồi. Rồi. Mà nằm tại chỗ liệt là 3 năm rồi. Mình là phải người chăm sóc đúng không? Dạ, em là chăm sóc. Cái việc mà mình phát hiện ông hay có bổ bịch là mấy năm rồi, và đã nhiều vụ chưa, và mình đã phá những cái vụ ấy thế nào? Dạ, nhiều lần rồi. Ừ. Chứ không phải một lần, dạ. Nhiều lần rồi, cái em phá, em bắt tại chỗ luôn mà. Ủa,
Em bắt tại chỗ luôn, em lên tới nhà em bắt tại chỗ luôn. Thế xong một rồi lần. Về mình anh ấy xin lỗi rồi mình lại tha thứ. Dạ, em cũng mời anh em ảnh qua, mời anh em ảnh tới vậy đó. Em nói vậy, nó không, rồi anh em ảnh nói thôi, rồi một lần thôi để tha thứ cho nó đi em. Chứ đừng như thế này, thế kia con tội, rồi là anh nói hứa thế này thế kia, đủ thứ rồi em cũng thôi như vậy. Rồi, cùng một lần đó rồi, rồi lần thứ hai nữa là em bắt được tin nhắn mà hai người là vừa đi nhà nghỉ mới về, mà ảnh quên xóa đi. Đó. Thế mà mình cũng có làm cái gì đấy nó to chuyện không hay cũng chỉ nhắc nhở giáo dục bình thường. Em cũng làm ghê lắm cũng không ấy, mà em cũng làm ghê nhưng mà em làm nhỏ nhẹ. Em tới em mời con đó tới nhà em. Rồi mẹ nó cũng có đến nữa. Mẹ cái cô ấy. Và em nói cũng đến nhà em luôn, em nói phải nó không như vậy đó. Em kêu là cô coi đi hai người như vậy. Rồi cũng lại qua đúng không? Rồi cũng lại qua. Đúng rồi. Em nhắc nhở nhiều lần lắm, em nói là thôi anh đừng có ấy nữa. Đừng để cho con càng ngày càng lớn rồi như thế này thế kia rồi nó xấu hổ với bạn bè với người ta. Anh làm như vậy sao được, cứ miết tiếp tục như vậy. Bây giờ thế này nhá, anh nói ngắn gọn thế này này, sống với nhau 25 năm con cái đã lớn chứng tỏ rằng là cũng không phải là không vợ chồng không có cái gắn bó tình cảm. Nếu anh ấy là cái người mà đã không yêu vợ không quý con thì chắc bỏ nhau lâu chứ không phải đợi đến lúc bây giờ 40 mấy đúng không? Thế nhưng bây giờ cái tuổi trung niên bước vào lúc này nó có nhiều cái xáo động về tinh thần cũng như tâm lý. Cái việc đầu tiên ấy muốn nói rằng là cái lần đầu mình bắt được ấy mình cũng làm nhẹ nhàng, lần thứ hai thì mình cũng lại chỉ nhắc nhở giáo dục rồi sau đấy lại cho qua. Thế chứ người đàn ông đôi khi cứ được đằng chân nó lân đằng đầu, không biết sợ. Con người ta khi mà phải đứng trước một cái gì một mất một còn thì người ta sẽ kiên quyết quyết định. Nhưng mà đây ví dụ như bây giờ là ông xã sẽ chủ quan biết rồi, ôi bà này cũng 40, con cái lớn phần đấy rồi, bà chỉ mè nheo chút xíu thôi chứ bà chẳng chả dám bỏ mình, chả dám làm cái gì lớn. Thế trong khi thì phía kia nó cứ hấp dẫn, thành ra là người tặc lưỡi, biết rằng phía bên này không thể mất được, còn bên kia thì được tí nào hay tí đó, thành ra nó không dứt khoát, không dứt bỏ được. Cho nên là mình đã 3-4 lần mà mình cứ lần khân mình cho qua, y như là có bệnh mà mình không uống kháng sinh liều cao để cho nó dứt bệnh, thế rồi cuối cùng bây giờ bệnh đang nhận thuốc. Tuy nhiên thì ở đây cũng nhắc em một điều này, ông bên ngoài 40 một tí còn trẻ lắm ấy, ở phía đàn ông là còn sung sức lắm ấy. Mình lưu ý cái chuyện là vợ chồng đi, kể cả cái chuyện quan hệ nó cũng, đây là giai đoạn mà con cái đã lớn. Vợ chồng cũng giàu thì cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, không quá tập trung về cái chuyện làm ăn kinh tế quá nữa. Mình cũng phải chăm chút bản thân, rồi vợ chồng cũng bỏ đi mà thỉnh thoảng đi chơi đây chơi đó. Và lưu ý rằng là ông ấy đang ở giai đoạn đỉnh cao của người đàn ông, 40-41 đàn ông khỏe mạnh lắm. Mình cứ nghĩ rằng mình có con có cái lớn rồi để cứ túc tắc rồi mình cứ hết lòng vì gia đình như thế là được, nhưng mà thực ra đôi khi mình lưu ý là mình chăm sóc bản thân, đồng thời là tuổi này rồi á, mình gần gũi và mình duy trì cái việc quan hệ với chồng nó thăng hoa đều đặn. Việc thứ hai, nếu như mình xuất hiện phát hiện ra có một cái vụ việc nữa, mình đừng có cái đoạn xuê xoa xuề xòa nữa, mình có phải nói rất là rắn giỏi. Em không chịu nữa rồi, đây không phải lần đầu tiên, rất nhiều lần anh đã coi thường em, anh chẳng coi cái gia đình này là vợ con là cái gì cả, hết lần này đến khác hứa hẹn, nhưng cho đến giờ phút này em mất hết lòng tin rồi, em sẽ quyết định thế này quyết định thế kia, anh muốn đi với cô thì tùy, nhưng mà em sẽ ở rồi chăm con rồi chăm cháu, anh không được thế nọ không được. Rồi em cũng dọa rồi chứ, em dọa em đem đơn xuống rồi đưa xuống anh kêu ký đi để em lên xuống tòa em nộp ấy. Có ký không? Cái rồi cũng không ký, cái rồi anh biết không? Khóc than xin lỗi xin phản vì luôn mà. Rồi anh biết bây giờ hôm nay á, tại vì á là ảnh đang còn bà nội thì một tay em chăm sóc ba năm nay rồi. Dạ mẹ của ảnh á, em mới nói là anh thấy chưa, nói bà mẹ anh kêu chứ giờ con Nga đi đâu á là vợ lý là em là vợ anh là em tên Nga, em đi đâu á thì là tao theo đấy, đi theo đó thôi, còn tao không coi mày là rồi. Con trai đó, đúng rồi bạn nói vậy á. Mình tranh thủ được cái sự ủng hộ của bà mẹ chồng như vậy cũng rất là tốt rồi, thế nhưng mà làm rắn giỏi mạnh mẽ hơn nữa. Thế còn lại tức là cùng một lúc hai cái mũi này, một mũi là mình tăng cường, mình lôi kéo làm cho cuộc sống vợ chồng đang ở tuổi 40-41 là bùng phát kinh lắm ấy nhá. Chứ đừng để cho đói khát rồi cứ phải tơ tưởng cô nọ cô kia. Việc thứ hai là nếu mà xảy ra một chuyện gì nữa lần nữa, không thể tiếp tục bỏ qua hay tha thứ một cách nhẹ nhàng, làm căng lên, bắt phải có một sự lựa chọn và có một sự cam kết nào đó nhá.
Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho gia đình chị sẽ giữ gìn được hạnh phúc. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo, xin chào thính giả. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Dạ, rồi, em câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em với bạn trai em là quen nhau được hơn một năm. Vâng. Trai em 28 tuổi, em 27 tuổi ạ. Vâng. Thì, mà nói chung trong thời gian quen nhau ấy, anh em mình chở em lên nhà anh ấy chơi. Mà nhưng mà gia đình anh không thích em á chị. Vâng. Chứ không có cảm tình vì em á. Vâng. Hay là tình em hơi chậm chậm xíu. Chậm chạp này, một thời gian em không có lên thì em không có gọi điện hỏi thăm gia đình anh nên là gia đình anh trách thì kêu là ngăn cản anh điện với em. Vâng. Dạ, mà anh không cố gắng thuyết phục nhiều rồi. Em cứ nghĩ là yêu thì chỉ cần hai đứa điện với nhau thôi, còn gia đình chắc là họ sẽ ủng hộ cho tụi em nên là em chủ quan em để ý. Vâng. Dạ, sau đó đến giai đoạn mới đấy, mới 2 tháng là gia đình ngăn cản anh quá ấy, để anh đâm ra chán. Sau đó vừa lúc đó là gia đình làm mãi với anh với một người hàng xóm nữa. Thì sau đây lần đầu anh không có ý định quen, sau đây cứ nói bố mẹ cứ nói nhiều quá, về nhà nói nhiều quá, rồi đến qua làm quen chỗ quá chuyện đi. Vâng. Cái mà không biết được là làm quen xong rồi tự nhiên hai người có cảm tình luôn. Vâng. Dạ, anh này sinh tình cảm với bé kia luôn. Vâng. Thời gian chia tay em được một tháng, là em biết em có bầu được 4 tháng rồi. Ừ. Thì em liên lạc với anh á thì anh á nói là để anh nói với bố mẹ có gì để nói chuyện sau, nhưng mà giờ anh á đang trong tình trạng khó xử á. Giờ mà anh á cũng nói với em là anh á cũng nói rõ với em là dù mà cưới em về mà anh á không có tình cảm với em, anh á cứ nhớ đến người đó giờ làm sao, tại vì hai người giờ bị tình cảm quá ấy. Nên là giờ có rồi thì cũng phải cưới mà sinh. Nhưng thể bỏ được cháu rồi được. Vâng, câu chuyện dạ. Tình yêu của bạn quả thật đúng là rất là buồn đúng không ạ? Bây giờ thì bạn cũng đã mang trong mình đứa con của anh ấy được 4 tháng. Tuy nhiên thì gia đình anh ấy thì cũng đã đồng ý, nhưng mà bạn lo lắng là bây giờ anh ấy không còn tình yêu với mình nữa đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé và chia sẻ với bạn. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Chị hơi băn khoăn một chút là cái việc mà em có thai nhưng mà tới tận 4 tháng em mới biết à? Dạ, tại vì thời gian đó là cũng thời điểm em bị đau bao tử với chị, cũng có biểu hiện y chang luôn, cũng nôn rồi cũng đầy bụng đó, em để ý. Đau bao tử. Thời gian đó em và chắc là cái vòng kinh của em nó cũng không đều đúng không? Chứ nếu mà bình thường thì mất kinh một cái thì mà lại có cái quan hệ tình dục là người phụ nữ phải nghĩ ngay đến việc mình có thể là có thai đúng không? Như thế thì cũng có một số người là ở trong cái tình trạng như em, tức là do vòng kinh không đều, thế rồi có những cái vấn đề khác về tiêu hóa chẳng hạn, cho nên là không nghĩ đến chuyện có thai. Thế nhưng mà các em yêu nhau một năm này đúng không? Thế và cũng đã có quan hệ tình dục với nhau, tức là cũng đã xác định một cái mối quan hệ nó nghiêm túc rồi phải không? Dạ đúng rồi, anh có nói là tại gia đình anh không thích em nên là đợi giờ cho cỏ để mà cưới nhau để gia đình đồng ý á. Đấy là ý của em hay ý của anh ý? Dạ ý của anh ấy. Tức là anh ý cũng đã nghĩ đấy như là một cái cách đúng không? Để thuyết phục gia đình. Thế còn em thì hiện nay tình cảm của em với anh ấy như thế nào? Dạ em thì cùng con yêu anh ấy. Em còn yêu đúng không? Dạ. Và
em cũng muốn giữ đứa con này lại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ừ, em muốn giữ. Ờ, như thế thì có thể nói là cái điều quan trọng nhất sẽ là về phía anh ý, chứ còn gia đình thì cũng nhận thấy rằng là không muốn bỏ cháu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như thế mình sẽ có cái thuận lợi đấy, là bởi vì cái lực cản từ phía gia đình là không còn, đúng không nào? Dạ. Nhá. Thế và mình thì cũng còn yêu anh ấy này, và mình cũng còn và mình lại muốn giữ em bé. Như thế thì việc mà thuyết phục anh ấy, chị nghĩ là việc cần làm bây giờ để xem là cái suy nghĩ, cái tình cảm của anh ấy nó sẽ như thế nào. Thế ban nãy thì em có nói là anh ấy có tình cảm với cô kia quá mất rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà chị mới chỉ trong một tháng mà đúng không? Dạ 2 tháng thôi chị. Nhưng mà giờ hiện tại anh không chia tay em bé đó rồi, nhưng mà giờ anh đứng buồn, đứng cứ lùi tình, cứ giống như cứ đến thăm em mấy lần mà cứ nghĩ tới người đó, không có chuyện trò gì hết á. Và cái cách mà anh ấy đến thăm như thế làm cho em cảm thấy không ổn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em giận à? Dạ em thấy buồn, tại vì em thấy buồn ở bên em mà cứ nghĩ đến người khác. Em có nói cái cảm xúc của mình với anh ấy không? Em có nói cảm xúc của mình với anh ấy không, là em buồn không? Có, anh ấy cũng nhiều mà nên giờ mà cưới em về thì anh cứ nhớ đến người đó đi, hỏi em có chịu được không. Hỏi em có chịu được không? Dạ, nên nói thì em sẽ cho anh khi nào em quên người đó thì quay lại với mẹ con em cũng được. Nói chung giờ em chỉ cần gia đình với lại con đi chỗ dừa đó thôi, anh chấp nhận vì cưới em thôi, chứ còn chuyện tình cảm anh cái đó có thể thời gian để quên dần. Nhưng mà anh cũng ở bên em thì cũng phải quan tâm mẹ con tí, chứ đừng có lùi tình quá, cứ nhớ đến người ta quá. Đấy là cái mong của mình đúng không? Tức là mình vẫn mong anh ý là giống hệt như ngày xưa, là cái lúc mà anh ấy chưa quen cái cô kia một tí nào ấy, đúng không nào? Thế nhưng mà thực tế thì lại có 2 tháng mà có thể về phía gia đình thì ép uổng quá này, thế rồi là về phía mình thì mình cũng hơi chán nản, mình lại lùi ra xa một tí chẳng hạn đúng không? Và dẫn đến việc là anh ấy quen cô kia mất rồi. Việc đấy bây giờ không có thể gọi là không đảo ngược lại đúng không? Không, mình không thể ước là chuyện đấy không xảy ra nữa đúng không? Nó đã xảy ra rồi và mình phải chấp nhận cái chuyện là nó xảy ra. Thế và bây giờ cái quan trọng nhất là mình xác định xem cái điều gì đối với mình là cần, đúng không em? Thế thì em đã xác định được là thứ nhất là em muốn giữ con này, và em cũng muốn cho con có một gia đình, và em cũng đã đang muốn cố gắng, còn đúng không? Gia đình anh ấy thì cũng đã chấp nhận này. Thế và anh ấy thì cũng đã chia tay cô bé kia, đúng không? Để quay về với em. Nhưng mà có một điều mà em mong muốn thêm một chút, đó là anh ấy không lụy tình quá, đúng không? Anh ấy không nhớ. Thì cái điều này nếu mà cậu làm được thì tốt quá, đúng không? Nhưng mà nếu anh ấy không làm được thì nó nằm trong cái mà em nói đấy, tức là em chấp nhận chờ đợi đúng không? Chờ đợi đến khi mà cái tình cảm của anh ấy nó lại trở lại, những cái mà xáo trộn vừa rồi, 2 tháng vừa rồi nó lắng đi, anh ấy sẽ thấy được rằng là đây chính là cái người phụ nữ đã gắn bó với mình này, rồi đến lúc em sinh con cho anh ấy đúng không? Sinh con cho mình này, và cùng nhau nuôi đứa con, và cũng hy vọng là cái đứa con ấy nó sẽ là cái sợi dây gắn bó để mà cái tình cảm của các em nó ngày càng nó sâu đậm hơn. Em cũng có nói là về phía gia đình anh ấy thì chê em một số điểm đúng không? Nhưng mà em thì em cảm thấy là mình thay đổi nó hơi chậm. Thế thì đấy cũng là cái điểm mà mình đã nhận ra rồi, thì có lẽ là mình cũng sẽ cố gắng một chút để làm sao mà gia đình cũng nhìn nhận thấy cái mong muốn được hòa nhập vào gia đình nhiều hơn từ phía mình, phải không em? Thế thì chị nghĩ là khi em đã quyết định rồi thì có thể là vì cái mục tiêu lớn mình mong đợi, thì một vài những cái điểm nhỏ nhỏ, ví dụ như là đến với mình mà anh ấy vẫn còn buồn này, anh ấy không được vui này, thì có thể em tạm thời chấp nhận được không?
mà em thấy anh ấy nó quyết đoán gì hết á, tại hồi đợt gia đình bắt chia tay rồi một thời gian thuyết phục được rồi cũng buông lòng rồi cũng chia tay, thì giờ kêu quen người khác rồi cũng gia đình hai bên cũng thích người đó chị. Em có hai điểm không hài lòng về phía anh rằng này. Thứ nhất là anh ấy lụy tình với cái cô kia, và thứ hai là anh ấy không quyết đoán, đúng không? Tức là em mong đợi người đàn ông phải quyết đoán hơn, ví dụ như phải biết bảo vệ tình yêu hơn này, đúng không? Và kể cả trong trường hợp mà không quyết đoán thì ít ra là phải dứt khoát với cái tình cảm. Nhưng mà thực ra mong đợi là mong đợi, còn cái người đó có được như thế hay không thì không phải như mong đợi của mình. Mình có thể mong đợi cái người A là như thế, nhưng mà trên thực tế mình yêu đúng cái người A không như thế, có đúng không? Bây giờ mới là lúc là mình có tiếp tục xác lập mối quan hệ với người ta hay không. Em hình dung không? Còn nếu như mình đã chọn là thôi, thì bây giờ gia đình đã chấp nhận này, mình cũng vẫn còn yêu người ta này, và mình muốn cho con của gia đình này, mình muốn dần dần anh ta sẽ yêu lại mình và yêu con này, thì mình không nên đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Em hình dung không? Dạ rồi. Khi mình đặt ra quá nhiều kỳ vọng thì có thể những cái điều không hài lòng của mình nó sẽ che lấp đi những cái mà anh ta làm được và mình cảm thấy hài lòng. Em hình dung không? Còn tất nhiên chị cũng lại phải nói ngay với em là cuộc sống nó còn rất dài, và trong trường hợp em cũng đã nỗ lực, anh ấy cũng đã nỗ lực, nhưng rồi cuối cùng cả hai không tìm được tiếng nói chung, thì có thể đến lúc ý các em sẽ phải đi đến một quyết định nào đó nhé. Nhưng mà như bây giờ thì em sẽ phải xác định cái gì là ưu tiên đối với em. Và trong đó thì chị hỏi ngay câu đầu tiên là em có muốn giữ cháu không? Thì em nói là em muốn giữ cháu, và em muốn cho cháu thời gian đầu được thuận lợi. Thì có thể là mình sẽ chấp nhận ở anh ấy một vài những cái điểm mà mình mong muốn anh ấy khác hơn, nhưng anh ấy là chính anh ấy mà, đúng không? Chị rất mong là em giữ gìn sức khỏe này, em cố gắng hòa nhập hơn vào với gia đình nhá, đúng không? Thế rồi là chấp nhận ở anh ấy những cái điểm mà có thể là mình chưa được hài lòng lắm, và nhìn vào những điểm tích cực ở phía anh ấy, thì em sẽ thấy là cái cuộc sống đó cũng sẽ có nhiều những cái niềm vui hơn, được không? Dạ. Thế nhá, chị chúc hai mẹ con mạnh khỏe. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng chúc bạn sẽ gặp may mắn ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ tỉnh Sơn La. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì thế? Câu hỏi của em muốn tư vấn xem sức khỏe của em ạ. Vâng, bạn nói đi ạ. Em ạ, thì được 26 tuổi thì em lập gia đình được 5 năm nay rồi ạ. Vâng. Thì em có một bé trai với một bé gái, xong với cả em với vợ em là không, em sinh lý của em thì xong cứ không quan tâm gì và gần gũi với vợ em như trước nữa ạ. Vâng. Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em hoặc là tình dục của em thế nào ạ? Tức là gần đây thì bạn cảm thấy là không còn yêu vợ mình nữa à? Vâng ạ. Hay là như thế nào? Vâng ạ. Vâng, chắc hẳn là trong chuyện này có lý do không bạn? Không ạ, không có lý do gì ạ. À, không có lý do gì. Vâng, thế thì xin mời bạn hãy trò chuyện với chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý của chương trình nhé. Chị sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời chị Mùi ạ. Chị chào em. Em chào chị ạ. Em nói là bỗng nhiên em không còn cảm thấy muốn quan tâm đến vợ nữa. Vâng, kể cả phụ nữ khác ạ, gần em khó chịu ạ. À, kể cả phụ nữ khác cũng như vậy. Vâng. Những phụ nữ khác em nói là gần em thì em khó chịu, tức là cái khoảng cách gần gũi nó đến mức như thế nào? Ví dụ như họ đi, họ cứ hay gần ấy ạ. Thì còn với vợ em thì em cũng hay ngủ cùng mày. Sao em sợ cái tình dục của em co lại hay là không ham muốn cái gì nữa hay sao ấy. Nhưng mà trước khi có cái hiện tượng này thì như thế nào? Tức là em có hai con này đúng không? Lập gia đình 5 năm rồi. Thì khi mà em còn trai trẻ này, lúc em chưa lấy vợ này, cho đến lúc mà em lấy vợ này, thì cái vấn đề hoạt động tình dục của em nó ra sao? Vâng, vẫn em thấy nó mạnh và cũng bình thường ạ. À thế hả? À, thấy sức khỏe của mình mạnh mẽ đúng không? Không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi mà mình không ham muốn này, rồi mình không đáp ứng vợ đấy, thì nó có vấn đề gì xảy ra giữa hai vợ chồng không? Vợ nó có cáu không? Có, nhiều lúc cũng cáu ạ.
À thế à? Nhưng em vợ vợ em với em thì bằng tuổi hay là vợ hơn tuổi em? Hơn ạ. À thế là hơn nhiều không? Hơn 4 tuổi ạ. À hơn 4 tuổi. Thế hồi đấy như nào mà lại lấy nhau? Vâng, em thì em và anh quen nhau cũng được 2-3 năm thì lại lấy nhau rồi ạ. Ừ. Tức là cũng có thể nói là em lấy vợ từ lúc khoảng độ 21 tuổi và lúc bây giờ thì vợ em 25 tuổi rồi đúng không? Khi đó có bị ai ép buộc không hay là cứ tự nhiên yêu nhau rồi lấy? Tự nhiên ạ. À tự nhiên hả? Thế bây giờ là cảm thấy vợ bây giờ mới nhận ra vợ già hơn mình à? Hay như thế nào? Không, không em không chán khoản đấy mà kể cả phụ nữ khác thấy xinh hơn mấy em không thấy yêu và thích nữa. À thế hả? Tại vì khi mà hỏi về chuyện là em bằng hay là ít tuổi hơn vợ này thì em nói em ít tuổi hơn này. Thế rồi là vợ cũng đã sinh 2 lần rồi này, lại có 1 lần bị băng huyết này, thì chị cũng phải nghĩ đến việc là liệu có một cái gì đó từ phía cô ấy khiến cho mình cảm thấy chán không, và chị hỏi như vậy. Thế nhưng mà em khẳng định là không đúng không nào? Thế nếu nếu như thế thì có lẽ là mình sẽ phải đi thăm khám đi để xem cái sức khỏe sinh sản của mình nó có vấn đề gì không nhá. Tại vì em nói là kể cả khi mà đi làm này gặp những cái người phụ nữ khác, thế mà không may là người ta đi gần rồi người ta động chạm vào mình cũng thấy khó chịu đúng không nào? Thì cái đấy nó là một cái biểu hiện không 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 bình thường lắm về mặt sinh lý của một cái người đàn ông ở quãng 25-26 tuổi em nhá. Cho nên là có thể trước mắt thì em cứ thật sự thoải mái đi. Thế rồi mình quan tâm đến vợ đi, bởi vì vợ chồng mà không quan tâm thì vợ nó cũng tủi thân lắm nhá. Ừ, thế nhá. Chị chào em. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Và Cửa Sổ Tình Yêu cũng xin gửi lời chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe cũng như là luôn gặp niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả. Chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Bạn có thể nói lại câu hỏi được không ạ? Em muốn hỏi chương trình câu là bây giờ em có vợ 4 con rồi. Vâng. Và có cả cháu ngoại rồi, nhưng mà bây giờ có cô biết theo đuổi em, cô bảo cô làm bạn đời với em mà em không biết đằng nào để em rút rời cô ra được. Hỏi xem chương trình là tư vấn cho em thế nào để mà cho cô ấy không theo đuổi mình nữa. Vâng. À, chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Em chào chị Mùi. Em có cho biết một thông tin là không thể nào dứt cô ấy ra được. Vâng. Như thế có nghĩa là hai người cũng đã có một cái mối quan hệ nào đó rồi đúng không? Vâng, em mới quen cô được 2 tháng thôi ạ. Mới quen có 2 tháng thôi. Nhưng mà cái tính chất mối quan hệ nó như thế nào? Tức là bây giờ cô ấy bảo là bây giờ việc vợ con thì vợ con, nhưng mà cô ấy cứ thích nhận em là chồng cô ấy. À thế à, thế cô có gia đình chưa cơ? Dạ, cô ấy có gia đình, có con lớn rồi ạ. Và bây giờ thì vẫn đương là gia đình bình thường, không có biến động gì đúng không? Không ạ. Thế thì hiện tại thì hai người hay gặp nhau ở đâu, như thế nào? Tức là em gặp cô ấy ở quán nước ạ. À chỉ gặp ở quán nước thôi ạ? Thế cô là chủ quán à? Cô bảo là cô ấy bảo cô muốn làm bạn đời với em mà bây giờ em không biết là nào em xử lý rồi. Thực ra thì như thế này, chị nghĩ là em nói là quen cô 2 tháng rồi đúng không? Thì nếu chỉ là gặp ở quán nước một vài những cái câu chuyện nó gọi là thời tiết hay là chuyện tình hình xã hội này nọ thì chị nghĩ là nó cũng không thể đưa đẩy đến một cái mối quan hệ. Ơi, cô ý kể cả ngày bình thường em đi làm cô gọi điện, cô bảo là cô nhớ em lắm mà bây giờ em cũng xuống thì cô ấy bảo là cô ấy tìm lên nhà thì em sợ là lên vợ con em biết thì nói thế này nọ. Thực ra thì thế này, chị nghĩ nếu bản thân em không hề có vấn đề gì cả nhá. Em một lòng một dạ rất là đàng hoàng, thương con yêu vợ thì em chả sợ gì hết đúng không nào? Quan trọng là cô ấy bảo là cô ấy lên nhà thì nhỡ nhà em nó biết thì vỡ không. Chuyện ra thì lại bảo là con gái này nọ, thế đã có chuyện gì chưa mà sợ vỡ chuyện, vấn đề là như thế. Tức là em với cô ấy là đi lại được 1 lần rồi. À tức là có đúng không? Đấy, ban nãy chị có hỏi là cái mối quan hệ nó như thế nào. Nếu như em quan hệ cô được 1 buổi đi lại với nhau rồi chị.
chị hỏi một chút này, tức là từ đâu lại dẫn đến cái việc mà đi lại cái lần đấy? Tức là đầu tiên là em ngồi ở quán nước thì cô ấy bảo là kiểu cùng xã nhưng mà khác làng đấy chị ạ. Thì hôm ấy là em đi xuống cây rút tiền đi làm về, thế là cô ấy bảo ngồi uống nước, cô ấy rủ vào nhà. Thế vào nhà xong là hai người nấu cơm ăn cơm xong thì là cô ấy bảo là quan hệ cô ấy luôn. Thế thì chồng cô không có nhà. Tức là chồng thì đi làm ở Thợ Xây ở trong miền Nam, còn đâu con thì đi học hết ngoài nội. Rồi. Tức là nó cũng có một cái cảnh, cái việc là cái người phụ nữ này cũng thiếu thốn tình cảm, đúng không? Chị nói với em nhé, là nếu như mà nó là có một cái lần chót như thế thì nó xem như một cái tai nạn ấy em ạ. Và bây giờ em sẽ phải có một cái việc trao đổi lại một cách rất là đứng đắn với cô đấy, rất là nghiêm túc để cho cô ấy hiểu và thông cảm với cái hoàn cảnh của mình. Bởi mình đương có gia đình, có vợ con, bốn người con như thế, mình không phải mỗi một chốc mà mình có thể phá bỏ gia đình được. Thế còn cái chuyện mà em cũng đã không kiềm chế được tình cảm của mình và có quan hệ với cô ấy thì chuyện nó đằng nào nó cũng xảy ra mất rồi. Em hình dung không? Nhá. Thế bây giờ nếu cô cứ bằng vào cái chuyện đấy để cô ấy muốn là mình tiếp tục thì không thể tiếp tục được, có đúng không? Bởi vì nếu em cứ tiếp tục thì đến một lúc nào đó cái chuyện nó mọi người cũng sẽ biết. Và kể cả mọi người không biết thì lương tâm em cũng sẽ cắn rứt chứ. Bởi vì mình có vợ, có con đàng hoàng, tại sao mình lại qua lại với một người phụ nữ khác, phải không nào? Thế còn cái việc mà cái lần ý làm cái lần cứ coi như nó gọi là một cái việc mình không kiềm chế được, nó như tai nạn đi. Bây giờ em phải dứt khoát với cô đấy. Và nếu em đã dứt khoát thì em sẽ tìm được cách. Quan trọng nhất là em dứt khoát với chính bản thân em thôi. Nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được quyết định dứt khoát để giải quyết chuyện tình cảm của mình ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào thính giả của điện từ Nghệ An. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Nhờ cho mình tư vấn cho em là vừa và mẹ chồng và nàng dâu rồi ấy chích mic á, rồi là giờ cha mẹ em mới bắt em phải chọn một là cha mẹ, hai chọn cô ấy, mà còn cô ấy thì có nhà cho em con đứa con này á. Vâng. Nóng chương trình tư vấn giùm em ạ. Vâng, bạn đang rất là khó đúng không ạ? Một bên là tình, một bên là hiếu. Ba mẹ thì bắt là mình phải chọn ba mẹ bỏ cô ấy. Tuy nhiên thì là vợ cho nên là cũng rất là khó đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời chị. Chị chào em. Dạ, chào chị ạ. Em ơi, thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 29 tuổi ạ. 29 tuổi, lấy vợ lâu chưa em? Dạ, lấy vợ được mới 1 năm ạ. Mới lấy vợ được hơn 1 năm mà lại mâu thuẫn lớn như vậy à? Dạ, chồng vừa rồi chúng em muốn vào Sài Gòn làm á, sau cô ấy về ngoài quê đẻ á. Rồi là để xong là bố mẹ em đều đau ốm, cô ấy cũng biết quan tâm hỏi thăm á. Thế là bố mẹ em thì một là em chọn cha mẹ, hai chọn mà chọn cô ấy thì sẽ không coi mày là con nữa. Đúng là khó nhờ. Thế nhưng mà có phải mỗi một chốc mà vợ chồng lấy nhau mà chia tay được đâu, đúng không? Thế còn bố mẹ thì chắc chắn là mình chẳng bao giờ dám nói rằng là lựa chọn hay không. Thế em có hỏi kỹ vợ xem là ở nhà thì cái việc vợ quan tâm đến bố mẹ như thế nào không? Thì em cũng hỏi rồi nhưng mà cô ấy bảo chỉ quan tâm và chỉ quan tâm thế nào nữa. Tôi nói vậy á. Không. Ví dụ như mình phải hỏi cụ thể, không quan tâm đến bố mẹ à? Có thể vợ em sẽ nói rằng là quan tâm thế chứ còn quan tâm thế nào. Nhưng mà mình sẽ phải hỏi bố mẹ xem là bố mẹ mong muốn những cái gì cụ thể. Thật sự là khi mà vợ mình với cả bố mẹ mà nó hòa thuận ý, không có vấn đề gì thì người đàn ông rất là sung sướng, em công nhận không? Thế nhưng mà mình mà ở giữa, mà trong trường hợp mà bố mẹ với cả vợ mình mà không êm đẹp là khổ lắm. Thế thì thôi, trong trường hợp ấy mình lại thành phải là một cái vai trò cầu nối.
để làm sao cho mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn. Thì chị nghĩ là này, về phía ông bà có lẽ em cũng phải thưa với ông bà là bây giờ thì vợ con nhất là vợ mới đẻ, có đúng không nào? Mà nếu bây giờ mới đẻ được 4 tháng ạ. Ừ, thì bây giờ nếu mà mình mà lại không tiếp tục nữa thì rồi vợ con ra sao? Tại vì cái đứa con của mình cũng là quan trọng chứ, vợ là quan trọng chứ. Mình phải xin với bố mẹ để bố mẹ lưu tâm cho cái điều đấy. Thứ hai, mình có thể hỏi một cách cụ thể xem là những việc cụ thể nào mà khiến bố mẹ nghĩ rằng là vợ con không quan tâm, đúng không? Cái điều gì mình thấy có thể giải thích được thì mình giải thích, còn cái điều gì mình thấy là à vợ mình nên thay đổi thì mình nói với vợ, để cho vợ biết rằng là à đây này, em có thể là làm cái việc A này, em có thể làm cái việc B này này. Để thể hiện được rằng là à mình cũng là cái người con dâu, mình cũng biết quan tâm đến bố mẹ chồng nhá. Mà bữa em cũng gọi về nhà để tính mà cha này em không nghe, là mày nghe cô ấy nghe đầm là nghe cô ấy chứ cha nói gì không mày không nghe. Ừ, thì bố mẹ có thể là giận quá thì sẽ nói như thế. Thế nhưng mà bây giờ mình là người đàn ông mà em cũng đã 29 tuổi rồi, mình phải thể hiện cái bản lĩnh của mình. Không bao giờ mình bỏ bố mẹ, đấy là điều chắc chắn. Nhưng cái trách nhiệm rất lớn của mình đối với đứa con là cái mà em phải ý thức được nhá. Mình đã là một người đàn ông trưởng thành, đã lấy vợ, đã có con là mình phải chịu trách nhiệm đối với con. Mình phải bảo vệ vợ con của mình. Thế còn tất nhiên nếu mà vợ có những cái điều gì không đúng thì mình có thể nhắc nhở vợ, thông tin từ các cái kênh khác, ví dụ như là anh chị em họ trong nhà này, cô dì chú bác này, em có thể lấy thêm thông tin nhá. Dạ. Thế nhưng thế này, người ta cũng hay nói là người đàn ông là dai khôn thì dạy vợ mà gái ngoan thì khuyên chồng. Tức là nếu như mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình và đặc biệt là có trách nhiệm đối với con ý, thì mình phải thu xếp gia đình cho nó êm ấm. Em hình dung không? Nhá. Yeah. Mình phải nỗ lực hẳn. Và khi mình nỗ lực hết sức của mình rồi mà phải cái người vợ người ta dứt khoát, người ta không nghe, người ta không chấp nhận ý, thì đến lúc bấy giờ mới đi đến một quyết định nào đó. Mình phải xin em, mà khi em nói cô ấy cô ấy cũng nói bảo được cái anh viết đơn thì em phải ký cho cô ấy nói nữa. Em phải nói với cô đấy là chuyện vợ chồng không đơn giản như thế nhá. Thế bây giờ chị hỏi thật em là em có còn muốn giữ gia đình không? Thì em nói rằng muốn giữ nhưng mà bố mẹ em nhất quyết là bắt bỏ cô ấy. Chị đương nói em là một người đàn ông 29 tuổi và em phải có bản lĩnh của em. Chứ không thể nói là bố mẹ em bắt bỏ được. Chuyện bỏ hay không là chuyện của em. Và phải có trách nhiệm với chuyện này. Em không thể ra tòa để nói rằng là tôi bỏ cô đấy bởi vì bố mẹ tôi bắt bỏ được. Nhá. Mà em chỉ có thể nói rằng chúng tôi có thể không hợp nhau. Chúng tôi đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực. Nhưng mà không hợp nhau, lấy nhau là chúng tôi không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân chỉ dừng lại khi mà người ta, cái mục đích của hôn nhân là đem đến hạnh phúc, nó không đạt được thì tòa mới xử để các em ly hôn chứ. Làm sao lại nói rằng là bố mẹ tôi bắt bỏ? Thì em 18 tuổi là em có quyền công dân rồi cơ mà, đúng không? Yeah. Em phải tự quyết định hạnh phúc của em. Nhưng nếu như em đã trao đổi với vợ, đã nói chuyện mà cuối cùng chính vợ cũng không cảm thấy tha thiết thì lúc bấy giờ lại tính sao em nhé. Nhưng chị lưu ý em, cái đứa con 4 tháng nó rất cần có bố mẹ, nó rất cần có một cái người mà đứng ra để che chở, và đấy là người đàn ông. Em hình dung không? Thế em cứ suy nghĩ kỹ. Còn nếu như mà các em không còn tình cảm với nhau nữa, các em sống với nhau không hạnh phúc, thì cái việc đấy, cái việc gì đến rồi nó cũng phải đến thôi nhá. Yeah. Em hình dung không? Yeah. Thế nhá, chị chào em. Chúc em có quyết định sáng suốt. Vâng, xin được chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi.